chương 161, xin lỗi lạc tú cút đi. Lúc này Trung Thánh Kiệt có thể rời đi sao? Không thể nào. Mà liệu Hạ Hân Hân có để anh ta đi không? Cũng không thể nào. Đây là một chuyện đã rõ rành rành rồi, hoặc rằng nó là một chuyện mà mọi người đều rõ trong lòng. Đó là lý do tại sao Trung Thánh Kiệt mới có thể không kiêng nể gì như vậy. Nhưng bây giờ lạc tú thế mà lại muốn anh ta cút đi. Audio điện tử võ tấn bền cho đến bây giờ hạ hân hân và trung thánh kiệt hoặc những người khác mới có phản ứng lạc tú hoàn toàn không quan tâm chút nào không phải anh muốn làm lớn chuyện lên sao được rồi vậy tôi trực tiếp cho anh biến khỏi đây dù sao công ty cũng không phải của tôi tôi không phải chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì đây là trực tiếp tìm cớ đuổi người đấy ai lại muốn vẽ vời lằng nhằng rồi xin lỗi gì với anh chứ một chiêu rút củi dưới đáy nồi trực tiếp của lạc tú khiến trung thánh kiệt và hạ hân hân bẽ mặt khụ anh lạc anh nói quá lời rồi hạ hân hân đang giúp trung thánh kiệt tìm một bậc thang bởi vì nếu trung thánh kiệt nói thêm vài câu nữa có lẽ trung thánh kiệt sẽ thực sự phải cút đi nói quá lời ư tôi hỏi cô một chút cho dù có đi đàm phán thật thì hợp đồng đó nhất định có thể đàm phán thành công được à hơn nữa bộ phận nào ở đây không vất vả chỉ có bộ phận tiêu thụ của anh cảm thấy vất vả thôi sao lời này của lạc tú khiến trung thánh kiệt thực sự không dám trả lời hạ hân hân cũng bị chặn họng không nói nên lời lời này được thốt ra đã khiến các bộ phận khác cảm thấy khó chịu trưởng bộ phận chung anh nhanh chóng nói lời xin lỗi với anh lạc đi chuyện này xác thật là các anh làm không đúng có những người khác khuyên nhủ kỳ thật đây cũng là để một bậc thang cho trung thánh kiệt đi xuống nếu không trung thánh kiệt sẽ thực sự bị đuổi đi nói lời xin lỗi với anh lạc đi hạ hân hân cũng ho khan một tiếng nhưng trong lòng đã hận chết lạc tú rồi quả thực lạc tú thực sự không quan tâm đuổi thì cứ đuổi thôi nhưng hạ hân hân lại không thể không để ý tôi xin lỗi anh lạc là lỗi của tôi trung thánh kiệt nắm chặt tay anh ta sẽ không rời đi càng không thể bị đuổi đi dù sao thì mục đích của anh ta là đuổi lạc tú đi sau đó thành công trèo lên cao nhưng bây giờ suýt chút nữa bản thân đã bị đuổi đi vì vậy chỉ có thể xin lỗi lạc tú những thay đổi trước sau này khiến hầu hết mọi người không kịp phản ứng lúc đầu còn muốn lạc tú xin lỗi anh ta nhưng trong nháy mắt trung thánh kiệt đã trở thành người xin lỗi lạc tú biến hóa quá nhanh nó khiến rất nhiều người đang chờ xem trò đùa của lạc tú đột nhiên cảm thấy hơi mù mờ trung thánh kiệt lúc này mới ngồi xuống hai tay nắm chặt lại đến nỗi vang lên tiếng khớp xương kêu được rồi chuyện này kết thúc cũng không cần truy cứu trách nhiệm gì nữa chúng ta vẫn nên nói cách giải quyết như thế nào chứ nhỉ hạ hân hân lại nhìn về phía lạc tú cô ta vẫn không chịu buông tha vẫn muốn làm cho lạc tú khó xử anh lạc hay là anh cho mọi người một ý kiến đi hạ hân hân chuẩn bị ra chiêu với lạc tú hẹn đàm phán lại lạc tú cũng biết đây là một cái bẫy nhưng kỳ thật anh không quan tâm cho lắm. Được, vậy đi, phiền trưởng bộ phận chung liên hệ lại một chút, hẹn người ta thêm một lần nữa. Lần này tôi sẽ đưa anh Lạc Đích Thân đến đàm phán. Kỳ thật, bản thân hợp đồng này cũng không dễ thương lượng, bởi vì cho dù bên kia chỉ là một công ty nhỏ, nhưng bên kia lại là công ty con của một nhà phú hào ở Hải Đông. Thậm chí là công ty con của một trong bốn nhà phú hào chân chính đó bản thân một công ty như vậy đã có sự tin tưởng và ủng hộ nhất định. Nếu đàm phán thêm một lần nữa, đối phương không nhất thiết sẽ đồng ý. Và lại điều kiện của đối phương có thể không chỉ đơn giản như ban đầu. Quan trọng nhất, nghe nói người phụ trách bên kia là một người rất khó tính. Anh Lạc, lần này có thể phải dựa hết vào anh rồi. Trung Thánh Kiệt chế nhạo. Có anh Lạc ra ngựa thì chắc chắn thắng ngay từ trận đầu. Những lời này của Hạ Hân Hân đã chặn đứng đường rút lui của Lạc Tú. Được, vậy để mọi người rửa mắt mong chờ đi." Có người cười nói. Nhưng tất cả đều đang chờ xem trò đùa của Lạc Tú. Đây là điều tối kỵ trong đàm phán hợp đồng, nếu đã làm mất lòng người khác trên bàn đàm phán thì sao có thể dễ dàng như vậy được nữa. Tuy nhiên, Hạ Hân Hân mặc dù rất tức giận với Lạc Tú, nhưng cô ta cũng thực sự hy vọng có thể thương lượng thành công hợp đồng này, dù gì thì công ty cũng là của cô ta, hơn nữa hợp đồng này rất quan trọng. Chỉ là hợp tác bước đầu giữa hai bên nếu hợp tác diễn ra tốt đẹp, một thị trường mới có thể sẽ mở ra, vượt qua thời điểm khó khăn này của nhà họ Hạ. Nhưng Trung Thánh Kiệt lại hy vọng rằng hợp đồng lần này không thể thương lượng thành công, sau đó nhân cơ hội đuổi Lạc Tú đi. Chỉ là người vẫn phải do anh ta hẹn, nếu không trách nhiệm này sẽ lại là của anh ta. Chẳng mấy chốc đã hẹn xong thời gian, vào ngay sau khi tan sở tối nay. Nơi để bàn hợp đồng là trong một quán karaoke sang trọng ở Hải Đông. Lần này cả Lạc Tú và Hạ Hân Hân đều đến, tất nhiên Trung Thánh Kiệt cũng đến, còn mang theo một nữ trợ lý. Vào quán karaoke đặt trước mấy chai rượu ngoại cao cấp, tất cả đều là mấy vạn tệ một chai, sau đó lại chọn vài công chúa. Trung Thánh Kiệt đưa trước cho các công chúa, mỗi người một ngàn tệ tiền bâu ơ, sau đó mở miệng dặn dò bên tai vài câu. Đợi khoảng nửa giờ, cuối cùng người bên kia cũng đến. Đẩy cửa bước vào, đối phương là một người đàn ông hói đầu, béo tròn chạc 40 tuổi, tay sách cặp, trên mặt đeo cặp kính gọng vàng, đôi mắt hơi hí. Tiểu Trung, đối phương dẫn đầu chào hỏi trước. Để tôi giới thiệu một chút, đây là chủ tịch hạ của chúng tôi. Trung Thánh Kiệt mở miệng giới thiệu, nhưng lại cố ý không giới thiệu Lạc Tú. Mà Lạc Tú cũng không đứng dậy, tự mình hút một điếu thuốc, nhưng một vài người ở ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của Lạc Tú. Chủ tịch hạ, đối phương duỗi tay ra, Đôi mắt lại không ngừng chu du trên người Hạ Hân Hân. Giờ phút này Hạ Hân Hân không mặc đồ công sở mà chỉ mặc một bộ quần áo bình thường và rộng rãi, nhưng dù vậy cũng khó có thể che giấu thân hình nóng bỏng đến cực điểm của Hạ Hân Hân. "Xin chào, tổng giám đốc Trương." Hạ Hân Hân cũng đưa tay ra, nhưng sau khi đối phương nắm tay Hạ Hân Hân thì lại chậm chạp không muốn buông ra. "Quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha." Một bàn tay khác của đối phương cũng đặt lên mu bàn tay Hạ Hân Hân rồi từ từ ma sát. Lúc này, Trung Thánh Kiệt đã nháy mắt với hai công chúa, ngay lập tức hai công chúa, một trái một phải ôm lấy cánh tay của Tổng Giám Đốc Trương, kéo Tổng Giám Đốc Trương sang một bên. Tiếp đó, Tổng Giám Đốc Trương liên tục chấm mút trên người, công chúa, bằng cả hai tay, trong khi nói chuyện với Hạ Hân Hân bằng những lời lẽ lịch sử vô thưởng vô phạt. chương 162, tôi chưa bao giờ cầu xin người khác. Được được, vậy chúng ta uống hết ly rượu này rồi bàn bạc tiếp. Tổng giám đốc Trương lại đưa cho Hạ Hân Hân một ly rượu đỏ khác, Hạ Hân Hân vừa quyết định sẽ uống hết ly rượu đỏ này. Đột nhiên có một bàn tay duỗi ra, sau đó tát vào tay Hạ Hân Hân. Hạ Hân Hân đau đớn nên ly rượu lập tức rơi xuống từ trong tay cô ta, trực tiếp rơi xuống trên người của Tổng giám đốc Trương, làm cho quần áo của Tổng giám đốc Trương lập tức ướt cũng một mảng. "Cậu làm gì vậy?" Tổng giám đốc Trương đột nhiên đứng lên, tức giận hét lên. Mà Hạ Hân Hân cũng quay lại và đứng dậy nhìn Lạc Tú anh đang làm gì đấy không thể uống thêm rượu lạc tú không thèm nhìn hạ hân hân cúi đầu hút một điếu thuốc chủ tịch hạ đã như vậy thì không cần nói nhiều nữa không có quy tắc gì cả tổng giám đốc trương khịt mũi khinh thường rất xin lỗi tổng giám đốc trương rất xin lỗi hạ hân hân vội vàng xin lỗi lạc tú xin lỗi tổng giám đốc trương đi hạ hân hân quay lại nhìn chằm chằm vào lạc tú một cách dữ tợn xin lỗi vì cái gì lạc tú cũng cười khẩy một tiếng hừm thôi bỏ đi nếu người của các cô còn không có quy củ như vậy thì không có gì để bàn bạc cả đừng nói tôi không cho các người cơ hội ngày hôm qua các người cho tôi leo cây hôm nay lại đối xử với tôi như thế này ngay cả một chút thành ý hợp tác cũng không có thì còn bàn hợp đồng gì nữa chứ tổng giám đốc trương lạnh mặt đứng lên chuẩn bị rời đi tổng giám đốc trương là lỗi của chúng tôi xin ông hãy bất giận tôi sẽ yêu cầu anh ta xin lỗi ông ngay lập tức. Ngay một khắc này, Hạ Hân hân hận chết Lạc Tú rồi. Vốn dĩ cô ta không đợi Lạc Tú, nhưng sau khi Lạc Tú đến đây, suốt cả hành trình đều tự mình ngồi ở một bên, không có nửa câu giúp đỡ nào. Vậy mà bây giờ anh còn làm xáo trộn chuyện này, nhất thời khiến cho Hạ Hân hân càng thêm chán ghét Lạc Tú. Lạc Tú, xin lỗi Tổng Giám Đốc Trương ngay lập tức. Hạ Hân hân lại gầm lên với Lạc Tú nhưng lạc tú chẳng thèm để ý đến hạ hân hân thay vào đó là lạnh lùng nhìn tổng giám đốc trương kia một cái tiếp đó đứng dậy vung tay tát vào mặt tổng giám đốc trương cái tát này khiến không chỉ hạ hân hân choáng váng mà ngay cả bản thân tổng giám đốc trương cũng ngớ ra cút đi lạc tú cười tổng giám đốc trương thì sờ lên mặt mình với vẻ mặt không thể tin sau khi sững sờ hồi lâu tổng giám đốc trương mới hung hăng nhìn lạc tú được tốt lắm tôi nhớ rõ cái tát này hôm nay tôi sẽ báo cáo mọi chuyện với tổng công ty tôi muốn xem sau này còn có ai sẽ hợp tác với nhà họ hạ của các người lời này của tổng giám đốc trương không phải chỉ là lời nói bởi vì mặc dù ông ta chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ nhưng thế lực đằng sau ông ta lớn đến đáng sợ sau lưng ông ta có một siêu hào phú ở hải đông một khi thực sự đắc tội đối phương thì đối phương sẽ phong sát nhà họ hạ ở hải đông hôm nay vậy mà lại có người dám tát ông ta mối thù này xem như đã kết xuống rồi. Vậy nhà họ hạ có thể thật sự sẽ tiêu tùng rồi. Bây giờ hạ hân hân đã hoàn toàn hoảng loạn. Trung Thánh Kiệt ở một bên từ đầu đến cuối không nói lời nào, mà là nhìn cảnh này với vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nếu không cút, có thể tôi đổi ý đấy. Lạc Tú chậm rãi đứng lên. Bên trong rượu có vấn đề, điểm này không nghi ngờ gì nữa thậm chí Lạc Tú còn cảm thấy có thể giữa Tổng Giám Đốc Trương này và Trung Thánh Kiệt kia e là cũng có một số bí mật không thể cho ai biết. Nhưng điều đó không quan trọng, anh đến để báo ân, sẽ không quan tâm Hạ Hân Hân thấy thế nào về anh, nghĩ gì về anh. Ân tình như nước nhỏ giọt, tương báo lại như suối nguồn. Sau khi báo đáp ân tình xong thì mọi người sẽ đường ai nấy đi, từ nay về sau chỉ là người qua đường. Vì vậy, Lạc Tú không giải thích. Được, cậu cứ chờ xem, Thu này coi như đã kết. Tổng giám đốc Trương nhanh chóng đi ra ngoài. Lạc Tú lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn. Tên họ Lạc kia, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Hạ Hân Hân hoàn toàn nổi bão rồi. Ngày hôm qua là vì Lạc Tú mà không ký được hợp đồng. Hôm nay lại là vì Lạc Tú, nên bây giờ thậm chí đã đắc tội đối phương. Trực tiếp gây ra một mối họa lớn. Anh Lạc, đây là việc anh làm cho công ty à? Trung Thánh Kiệt ở một bên cũng diễu cợt đổ thêm dầu vào lửa. Đây là kết quả mà anh ta muốn nhìn thấy nhất, dù xuất thân của Lạc Tú như thế nào đi nữa thì anh có thể làm gì để đấu lại anh ta. Lạc Tú, rốt cuộc anh muốn làm gì đấy? Đây là nguyên nhân mà ba tôi bảo tôi nhất định phải lịch sự với anh à. Hạ hân hân lắc đầu, thất vọng với Lạc Tú đến cực điểm. Cũng có thể nói mọi thứ trước đó đều là do Hạ Hân Hân cô ta tự mình gây ra. Cô ta không chịu được Lạc Tú nên mới gây ra nhiều rắc rối như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Lúc này đây là lạc tú tự mình làm dối tung mọi thứ. Tôi xem anh về công ty sẽ ăn nói ra sao? Tôi xem anh giải thích thế nào với ba tôi đây? Hạ hân hân tức giận nhìn lạc tú, nước mắt lưng tròng. Một việc đang rất tốt đẹp, kết quả đã bị lạc tú làm ra thành như thế này rồi. Nhà họ hạ bây giờ giống như một tòa nhà sắp sụp đổ trước mưa gió, một chút bão tố có thể khiến nó thực sự sụp đổ. Anh lạc, chắc anh sẽ không nói với tôi là anh ký hợp đồng như thế này đấy chứ. Trung Thánh Kiệt lại mở miệng châm chọc với đầy sự hả hê. Đây là thủ đoạn của anh Lạc à, bội phục, bội phục. Anh, đủ rồi, không phải chỉ là một cái hợp đồng thôi sao? Hơn nữa cũng chỉ có mấy trăm vạn thôi, kêu gào cái gì chứ? Lạc Tú hử lạnh một tiếng. Không phải chỉ là một cái hợp đồng thôi sao ư? Ừ, Hạ hân hân tức quá hóa cười. Lạc Tú ơi Lạc Tú, một cái hợp đồng, mấy trăm vạn mà thôi ư. Anh Lạc, anh nói nhẹ như vậy, vậy anh kéo một cái đến cho tôi xem, ký hợp đồng cho tôi coi đi. Trung Thánh Kiệt ở một bên lại mỉa mai. Ngồi xuống hết cho tôi, hợp đồng sẽ đến ngay thôi, và lại Tổng Giám Đốc Trương kia cũng sẽ về ngay. Lạc Tú cười khinh bỉ ngồi xuống. Hơn nữa, Lạc Tú đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu khi ở chung một chỗ cùng một đám người ngu ngốc. Tổng Giám Đốc Trương sẽ trở lại ư. Lạc Tú, anh không phải là đồ mốc đấy chứ hiện tại hạ hân hân tức giận đến nỗi gan cũng đau rồi hạ hân hân tôi nói cho cô một việc tôi dây bất kể làm việc hay ký hợp đồng từ trước tới giờ đều không cầu xin bất cứ ai lạc tú tôi làm việc luôn là người khác đến cầu xin tôi lạc tú bưng tách trà khẽ nhấp một ngụm mà hạ hân hân lại bị chọc tức đến mức nở nụ cười có phải lạc tú đang trào phúng cô ta vừa rồi làm chó vẫy đuôi mừng chủ không nhưng mà Lạc Tú anh có tư cách đó không? Nếu không phải có ba tôi thì anh là cái thá gì chứ? Nói không chừng giờ này còn đi đâu đó tìm một công việc bảo vệ mà cũng phải nhìn mặt người ta đấy. Mà Trung Thánh Kiệt cũng cảm thấy dường như tên họ Lạc này là một kẻ ngốc vậy. Chương 163, đưa lên tận cửa. Trung Thánh Kiệt không biết người phụ nữ trước mặt này, nhưng nhìn khí chất và phong thái của chị ta, vừa nhìn đã biết chắc chị ta không phải là một nhân vật lớn bình thường cùng với việc lúc này tổng giám đốc trương sợ tới mức mặt trắng bệch đi theo phía sau quý bà kia như một con chó có thể tưởng tượng ra thân phận của người phụ nữ này nhất định không tầm thường nhưng hạ hân hân lại biết quý bà đối diện không phải ai khác mà chính là một trong hai đóa hoa vàng của nhà họ vương ở hải đông nhà họ vương đáng sợ đến chừng nào đó là một trong bốn đại phú hào hải đông chân chính nhân vật số một của hải đông có xuất thân từ gia tộc này dựa vào điểm đó thôi đã chứng minh tất cả mà quý bà này chính là một trong hai người đứng đầu nhà họ Vương, Vương Vận Vân. Nói trắng ra thì quý bà này đại diện cho nhà họ Vương. "Chị Vương, sao chị lại ở đây?" Khuôn mặt Hạ Hân Hân đầy vẻ không tin và kinh ngạc. Nhân vật như vậy, ngay cả ba của cô ta cũng không nhất định có đủ mặt mũi để mời ra ngoài. Nhưng giờ phút này vậy mà lại đích thân đến đây. Nhà họ Hạ muốn hợp tác với công ty con của nhà các chị nhưng vị tổng giám đốc trương của công ty con các chị dường như không quá bằng lòng lạc tú không nói nhảm vào thẳng chủ đề trương thành quỳ xuống vương vận vân nói rất khẽ giọng điệu cũng rất dịu dàng nhưng trương thành này người được gọi là tổng giám đốc trương vậy mà lại thực sự quỳ xuống vả miệng vương vận vân cười nói giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng không thể bỏ qua phần uy nghiêm lộ ra trong vô hình kia mà Trương Thành cũng thực sự giơ bàn tay lên mà bắt đầu tát vào mặt của mình một cách tàn nhẫn. Chưa ăn cơm sao, Vương Vận Vân lại cười, dùng ngón tay chỉ vào Trương Thành. Ba người đàn ông vạm vỡ mặc vest trực tiếp đi từ ngoài cửa vào, hai người trực tiếp đè Trương Thành lại. Kẻ còn lại giơ cánh tay trực tiếp tát vào mặt Trương Thành một cách hung bạo. Sắc một tiếng, quai hàm của ông ta đã bị đánh chật khớp. Nhưng vẫn chưa chấm dứt, lại thêm mấy bà tai giáng xuống nữa, trực tiếp làm biến dạng toàn bộ khuôn mặt của Trương Thành. Có thể hợp tác với cậu Lạc là điều mà bao nhiêu người cầu còn không được. Thế mà một con chó như ông lại dám kêu gào trước mặt cậu Lạc, không chỉ làm mất thể diện của nhà họ Vương chúng tôi, mà còn đắc tội đến cậu Lạc nữa. Cậu Lạc, nếu cậu mất hứng, tôi có thể làm cho ông ta biến mất vĩnh viễn." Quý bà vẫn mỉm cười khi nói lời này, nhưng lại khiến Trương Thành và mấy người hạ hân hân sợ đến mức dựng tóc gáy. "Cậu Lạc, kẻ dưới có mắt không thấy thái sơn xin cậu lạc hãy buông tha cho tôi xin cậu lạc hãy buông tha cho tôi trương thành sợ đến mức không thèm quan tâm đến nỗi đau đớn cứ quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng với lạc tú kéo xuống đi lạc tú xua tay lúc này quý bà kia vẫy tay một cái một bản hợp đồng lập tức được đặt trên bàn hạ hân hân khẽ liếc mắt nhìn bản hợp đồng này không những không phải bàn bạc trước mà nhà họ vương trực tiếp muốn hợp tác với nhà họ hạ Thời gian hợp tác cũng không phải ngắn ngủi, mà là 10 năm, quan trọng nhất là đối phương cho lợi rất lớn, nếu ký hợp đồng thành công thì đừng nói là 200 vạn. Trong vòng 3 tháng, nhà họ Hạ có thể kiếm lãi dòng 200 triệu. Điều này tương đương với việc cung cấp cho nhà họ Hạ một thị trường khổng lồ và trái cây làm sẵn. Cậu Lạc, có thể hợp tác với cậu là chuyện mà nhà họ Vương chúng tôi cầu còn không được. Đây là một chút thành ý của chúng tôi." Vương Vận Vân lại cười nói, đây là sự thật, Vương Vận Vân đã tận mắt chứng kiến năng lực của Lạc Tú ở Thông Châu. Hơn nữa, bên phía nhà họ Vương rất coi trọng Lạc Tú, thậm chí còn có động thái muốn lôi kéo Lạc Tú bằng mọi giá. Giờ khắc này, Hạ Hân Hân đột nhiên nhớ lại những gì Lạc Tú đã nói trước đó. Lạc Tú Anh làm việc gì, cho tới bây giờ đều là người khác cầu xin anh, chưa bao giờ phải ăn nói khép nép đi cầu xin người khác. Giây phút này, Trung Thánh Kiệt nhìn chằm chằm Lạc Tú, không dám nói một lời cái này cái này hạ hân hân bị sốc đến mức không nói được lời nào em gái nhà họ hạ thật may mắn trước đây tôi đã hẹn cậu lạc bao nhiêu lần cũng không hẹn được vương vận vân cười nói nhưng trong giọng điệu lại có chút ghen tuông những lời này vừa ra khỏi miệng nhất thời khiến hạ hân hân càng thêm sửng sốt vương vận vân hẹn lạc tú nhưng lạc tú vậy mà lại không muốn quan tâm vương vận vân là ai chứ vậy mà lạc tú lại không muốn quan tâm giờ khắc này, Hạ Hân Hân quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lạc Tú. Chẳng trách trước đó khi anh chàng này luôn tỏ ra trịch thượng như vậy, luôn khinh thường ngoảnh đầu như vậy. Không phải Lạc Tú giả vờ, mà là người ta thực sự có năng lực này. Chẳng phải trước đó Lạc Tú đã nói không phải chỉ là một cái hợp đồng mấy trăm vạn thôi sao? Những lời này còn cuồng vọng không? Không, không cuồng vọng chút nào. Những gì người ta nói là sự thật. Lúc này, Hạ Hân Hân đột nhiên nhớ lại những gì ba cô ta nói. Lạc Tú, ngay cả ông ấy cũng không thể nhìn thấu. Hợp đồng mà bọn họ cầu xin khắp nơi muốn ký, người ta lại chỉ cần gửi một tin nhắn đã lập tức đưa lên tận cửa. Thậm chí đối phương còn nghĩ cách gấp 10, gấp trăm lần để nịnh bợ Lạc Tú. Bây giờ có vẻ như những lời Lạc Tú mắng Trung Thánh Kiệt hôm nay hoàn toàn không phải là những lời tức giận. Quả thực, chỉ một hợp đồng 200 vạn mà anh ta còn làm không được anh ta là cái thá gì chứ? Người ta thực sự vừa ra tay đã trực tiếp có giá 200 triệu. Hơn nữa hiện tại là đối phương cầu xin Lạc Tú ký hợp đồng. Nhưng nhìn như vậy, Lạc Tú vậy mà lại có chút không muốn, cho tới bây giờ vẫn chưa lên tiếng nữa kia. Trung Thánh Kiệt cũng choáng váng, hoàn toàn chết lặng. Muốn làm cho Lạc Tú hạ bệ, muốn làm cho Lạc Tú khó xử ư. Đối mặt với thực lực chân chính, mấy thứ này có vẻ quá nực cười. Giờ phút này, hai người trước kia chế nhạo lạc tú đột nhiên xấu hổ đến cực điểm hạ hân hân một lần nữa nếm trải cảm giác mặt đỏ tai hồng của tối hôm qua cũng may hôm nay uống rượu nên không nhìn ra được nếu không thì thật là xấu hổ chết mất nhưng bây giờ hạ hân hân vẫn cảm thấy trên mặt nóng rực mãi một lúc lâu sau lạc tú mới bảo hạ hân hân ký hợp đồng hạ hân hân thì lại vui mừng đến mức tay cô ta cũng run lên cảm ơn cậu lạc đã nể mặt những lời này của vương vận vân khiến tay của hạ hân hân càng thêm run phải rồi cậu lạc ngày mai đúng lúc có một bữa tiệc rượu giữa những nhà hào phú cậu lạc có nể mặt qua đó ngồi chút được không vương vận vân đưa ra lời mời hạ hân hân lại trợn mắt há mồm nữa rồi nhà họ hạ vẫn luôn muốn tham dự buổi tiệc rượu đó bởi vì chỉ những người cực kỳ có thân phận mới được mời đến đó nhưng nhà họ hạ bây giờ gần như đã bị đuổi ra khỏi vòng tròn đó chưa nói đến lời mời dù muốn chủ động đi bao nhiêu lần cũng không đi được xin cậu lạc nhất định phải nể mặt vương vận vân lại nói thậm chí còn mang theo một chút nũng nịu lạc tú suy nghĩ một chút sau đó gật đầu đi xem thử cũng tốt nhìn xem những đại gia tộc này ở hải đông một chút có lẽ sau này cũng phải giao thiệp với bọn họ tôi đi được không hạ hân hân vội vàng hỏi dù sao đây là cơ hội khó có được nói không chừng lúc đó bọn họ có thể thương lượng chuyện làm ăn với những nhà phú hào khác cũng nên nếu em gái nhà họ Hạ là bạn của cậu Lạc, tất nhiên có thể đi. Những lời này của Vương Vận Vân vô cùng có chừng mực. Hạ Hân Hân tự nhiên cũng hiểu, ý đó có nghĩa là vì nể mặt của cậu Lạc nên mới miễn cưỡng cho cô ta đi. Lúc này, điện thoại di động của Lạc Tú vang lên, là tin nhắn của Giang Đồng Nhiên. Có rảnh không, uống rượu với tôi đi, tâm trạng không tốt lắm. Lạc Tú nhìn lướt qua tin nhắn, sau đó đứng dậy chương 164, tiền lương 2 ngàn rưỡi tệ hạ hân hân bực tức trở về nhà, nhưng càng lúc cô ta lại càng tò mò về lạc tú. Có mặt mũi trước mặt vương ra vương vận vân, hơn nữa còn được vương vận vân đối xử khách khí như vậy, rốt cuộc lạc tú có lai lịch như thế nào. Đến cuối cùng hạ hân hân cũng chỉ đành lắc đầu than thở. Cho dù lạc tú có lai lịch thế nào đi nữa cũng không phải người thuộc tầng lớp giàu có quyền thế gì, cái gọi là giàu sang quyền thế không phải là thứ mà một thế hệ có thể dựa vào nỗ lực của chính mình để làm được, cần phải có sự nỗ lực của vài thế hệ mới có thể đạt được. Có một câu nói thế này, không ai giàu ba họ, biết bao nhiêu nhân tài kiệt xuất đã thất bại ở giai đoạn này rồi, chỉ có dòng họ nào có thể làm ăn phát đạt qua đời thứ ba mới có thể thật sự bước vào tầng lớp giàu sang quyền thế. Hiển nhiên Lạc Tú không thể đáp ứng được điểm này, chỉ cần không phải một gia đình giàu có quyền thế thật sự thì Hạ Hân Hân vẫn sẽ cảm thấy Lạc Tú không có tư cách để mình đặt vào trong mắt. Lạc Tú không biết suốt cuộc thì Hạ Hân Hân đang suy nghĩ gì, ngược lại vẫn đi tới căn phòng mình đã thuê với Giang Đồng Nhiên. Dì Nguyệt Lan, bây giờ con thật sự rất ngưỡng mộ gì, năm đó dì rời khỏi nhà một mình rồi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không mất bao lâu đã gầy dựng được bầu trời riêng, hiện tại còn được mệnh danh là bà Hoàng Thương Nghiệp ở trong nước nữa. Giang Đồng Nhiên dựa vào cửa sổ gọi điện thoại. Đầu dây bên kia. Được rồi, nếu không muốn bước đi một cách mờ mịt ở bên ngoài nữa thì cứ quay trở về đi. Dì Nguyệt Lan, dì là tấm gương của con đó, nếu con không thể tạo dựng được thành tựu cho riêng mình thì con sẽ không trở về đâu. Giang Đồng Nhiên bướng bỉnh nói. Dì Nguyệt Lan, con không nói với dì nữa, con cúp máy trước đây. Giang Đồng Nhiên cúp điện thoại, bởi vì Lạc Tú đã đến dưới lầu. Lúc Lạc Tú trở về, Giang Đồng Nhiên và đám người Hàn Phi Vũ đang uống rượu với nhau. Lạc Tú nhìn Giang Đồng Nhiên, phát hiện ra đôi mắt của Giang Đồng Nhiên có hơi sưng đỏ, có lẽ vừa mới khóc, còn sắc mặt của đám người Hàn Phi Vũ cũng không tốt cho lắm. "Chị Nhiên Nhiên, nếu chị gặp chuyện thì cứ nói với tôi một tiếng, để tôi coi mình có thể giúp được gì cho chị hay không." Lạc Tú cười nói. Anh rất có thiện cảm với Giang Đồng Nhiên, nhưng không phải loại tình cảm nam nữ mà chỉ đơn giản cảm thấy Giang Đồng Nhiên là một người tốt vì vậy nếu Giang Đồng Nhiên cần sự giúp đỡ của Lạc Tú, Lạc Tú nhất định sẽ giúp một tay. Thế nhưng Giang Đồng Nhiên chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng, Lạc Tú căn bản không thể giải quyết được rắc rối của cô ta bởi vì thế lực ở Hải Đông rất lớn, không phải người bình thường nào cũng có thể lay chuyển hay xúc phạm được. Hàn Phi vũ thấy vậy thì cười khẩy một tiếng, giúp đỡ. Có bản lĩnh thì cậu tới dạ hỏa đi. Tiểu Hàn, cầm miệng, Giang Đồng Nhiên ngắt lời Hàn Phi Vũ, sau đó trừng mắt liếc Hàn Phi Vũ một cái à đúng rồi tiểu tú công việc của cậu thế nào rồi giang đồng nhiên hỏi hôm nay vừa mới đi làm cũng không tệ lắm lạc tú cười nói làm công việc gì giang đồng nhiên hỏi tiếp bảo vệ lạc tú trả lời không cần suy nghĩ thật ra nếu nói một cách nghiêm túc thì bây giờ lạc tú đúng là đang làm bảo vệ mà là bảo vệ cây cổ thụ nhà họ hạ không ngã xuống bảo vệ ư hàn phi vũ khinh bỉ bật cười những người có mặt ở xung quanh cũng thờ ơ nhìn thoáng qua lạc tú, chỉ có điều ngẫm lại cũng đúng, người từ chỗ khác đến Hải Đông nếu không có quan hệ không có bản lĩnh gì thì chỉ có thể đi làm bảo vệ mà thôi. Nhìn cái cơ thể kia của lạc tú, nói không chừng người ta phải tốt bụng lắm mới miễn cưỡng nhận anh vào làm bảo vệ. Có nói với cậu tiền lương mỗi tháng là bao nhiêu không? Thật ra Giang Đồng Nhiên rất quan tâm đến Lạc Tú. Hình như lương thử việc là hai ngàn rưỡi nhỉ. Lạc Tú cũng không rõ lắm, anh nghe đội trưởng an ninh đã nói như vậy. Hai ngàn rưỡi. Phụt, Hàn Phi vũ bật cười thành tiếng, tiếp đó trong ánh mắt là sự coi thường và xem nhẹ càng lúc càng nhiều. Mấy người khác cũng lắc đầu, năng lực thế này có thể tự nuôi sống bản thân ở nơi có mức tiêu dùng cao như Hải Đông không đây? Tiểu Tú, mặc dù cậu vẫn còn trẻ nhưng phải biết cố gắng phấn đấu, vạch sẵn kế hoạch cho tương lai. Mức lương hai ngàn rưỡi này còn không bằng lương của một cô gái như tôi nữa cô gái tên Thúy Nhi mỉm cười. Lương một tháng của cô ta chỉ hơn 5.000 mà đã gấp đôi tiền lương của Lạc Tú, bạn trai của cô ta còn vượt trội hơn, lương một tháng lên tới 7 8 nghìn. Còn Hàn Phi Vũ, thậm chí còn khoa trương hơn, mỗi tháng đã kiếm được khoảng 1 vạn 7 1 vạn 8, hơn nữa nếu tính luôn cả tiền thưởng và trợ cấp thì ít nhất cũng trên 2 vạn, cho nên đám người của bọn họ đều rất coi thường Lạc Tú. Suy cho cùng tiền lương của Hàn Phi Vũ còn cao hơn nhiều so với thành phần tri thức thông thường, còn Lạc Tú chỉ kiếm được 2 ngàn rưỡi một tháng, mức lương thế này ở Hải Đông e rằng phải thắt lưng buộc bụng mà sống, nếu không quanh năm suốt tháng sẽ không còn một xu dính túi. Chuyện này khiến cho đám người vốn đã coi thường Lạc Tú nay lại càng coi thường hơn. Nhóc con, e rằng tôi ở quán ba một tháng còn kiếm được nhiều hơn tiền lương một năm của cậu đấy. Hàn Phi Vũ Đắc ý nói, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lạc Tú. Tiểu Tú, nếu không thì cậu suy nghĩ lại thử xem, chỗ chúng tôi đang tuyển nhân viên phục vụ với mức lương là 3 rưỡi một tháng đấy. Giang đồng nhiên khuyên nhủ, ngay cả cô ta còn cảm thấy lương của Lạc Tú thật sự quá thấp. Nhưng vừa nói xong mấy lời này, sắc mặt của Giang đồng nhiên chợt tối sầm lại. Bởi vì mức lương ở quán ba dạ hỏa tuy cao nhưng lúc nào cũng bị người ta quấy rối và khi dễ, đặc biệt là ông chủ của quán ba dạ hỏa, gần đây lại càng quấy rối cô ta thường xuyên hơn. Cô ta cũng định rời khỏi đó nhưng dẫu sao tiền lương và đãi ngộ ở đó cũng rất cao, trong lòng cô ta có lý tưởng và mục tiêu riêng của mình nên không muốn dễ dàng từ bỏ nó. Giang đồng nhiên cũng muốn giống như gì của mình, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sau đó thành lập một công ty lớn. Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Giang đồng nhiên, lạc tú bèn an ủi, chị nhiên nhiên, vẫn là câu nói đó, nếu gặp khó khăn có thể nói cho tôi biết, nhất định tôi sẽ giúp chị. Hừ, lạc tú chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời. Hàn Phi Vũ hử lạnh một tiếng sau đó lên tiếng. Cậu trai trẻ, tốt hơn hết là cậu nên giúp bản thân mình trước đi, một tên bảo vệ nhỏ nhoi như cậu thì có thể giúp được cho ai. Hàn Phi Vũ nói với giọng điệu đầy khinh thường. Ông chủ của quán ba giả dạ hỏa có lai lịch rất lớn, đừng thấy ông ta chỉ là ông chủ của một quán ba mà lầm tưởng, thật ra ông ta là thuộc hạ của phong gia, mà loại cao thủ như phong gia thật sự không dễ chọc. chương 165, mở mang tầm mắt chị nhiên nhiên đừng có đùa nữa, chị dẫn cậu ta đi không sợ cậu ta bị dọa đến tiểu trong quần à. Tiểu tú, cậu đừng tức giận làm gì, chỉ là một trò đùa thôi mà. Hàn Phi vũ bổ sung thêm. Thật ra mọi người đều biết mấy lời này không phải đang nói đùa, nhưng ngoại trừ Giang đồng nhiên có chút không vui ra thì không có ai nói thêm gì, bởi vì ở trong mắt của những người ở đây, chuyện này không phải lời châm biếm mà chính là sự thật. Loại tiệc rượu xa hoa thế này là dịp tụ họp của đám giàu sang quyền thế, bất kỳ ai có mặt ở đây cũng đều có thân phận cực kỳ hiền hách và đáng sợ, tùy tiện chọn đại một người nếu không phải thế hệ phú nhị đại siêu giàu thì chính là tiểu thư con nhà quyền quý. Chưa kể còn có rất nhiều ông chủ lớn nổi danh ở Hải Đông, chắc chắn người bình thường sẽ phải câu nệ và lo sợ, ngay cả Hàn Phi Vũ còn cảm thấy có chút sợ sệt khi đi ngang qua chứ nói gì đến Lạc Tú. T. Mọi người không tiếp tục vấn đề này nữa cũng không ai nói gì thêm về việc Giang Đồng Nhiên bị ức hiếp, dù sao cả đám người này đều ý thức rất rõ tranh lệch giữa mình và người khác, hoàn toàn không dám có suy nghĩ quá phận gì. Cuối cùng mọi người đành giải tán đi nghỉ ngơi, chỉ có Hàn Phi vũ cười khẩy nhìn Lạc Tú trở về phòng của Giang Đồng Nhiên. Một tên bảo vệ với mức lương hai ngàn rưỡi một tháng mà cũng dám tranh phụ nữ với ông đây, cho anh tranh 10 kiếp anh cũng tranh không nổi với ông đây đâu. Ngày hôm sau Lạc Tú đi vào công ty nhà họ hạ, nhưng suốt cả một ngày đều không nhìn thấy Trung Thánh Kiệt, lúc ở trong cuộc họp Hạ Hân Hân đã đề cập đến chuyện sau này Trung Thánh Kiệt sẽ không đến làm nữa. Còn chuyện sau khi bị đuổi việc anh ta sẽ đi đâu thì Hạ Hân Hân không nói, mọi người cũng biết điều không hỏi thêm, hơn nữa đã nhìn thấy Lạc Tú vẫn có mặt ở đây nên dường như mọi người đều hiểu ra gì đó, thái độ đối với Lạc Tú cũng có chút thay đổi. Hơn nữa lúc Hạ Hân Hân thông báo đã trúng thầu một dự án có thể kiếm được 200 triệu trong vòng 3 tháng, đám cao tầng trong công ty nghe vậy liền dành một chàng vỗ tay nồng nhiệt cho Lạc Tú. Lần này là thật lòng, không phải sự giả dối được bao bọc bởi lớp nhiệt tình bên ngoài nữa, đương nhiên vẫn có rất nhiều người tiếp tục đứng xem náo nhiệt. Mới đó mà đã tới thời gian tan làm buổi chiều, Hạ Hân Hân cố ý trở về nhà thay một cái váy màu đen trông giống như một đóa hoa hồng đen đầy khí chất, lộng lẫy đến chói mắt. Giá của bộ váy này e rằng phải lên tới 50-60 vạn. So với Hạ Hân Hân, Lạc Tú chỉ mặc một bộ quần áo hết sức đơn giản, lúc Hạ Hân Hân đến thấy Lạc Tú ăn mặc như vậy thì không khỏi nhíu mày nói, chẳng lẽ anh định ăn mặc như thế này mà đi luôn à? Lạc Tú mặc một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần Âu đơn giản, thậm chí cả một chiếc đồng hồ cũng không có. Thật ra người đạt tới trình độ như Lạc Tú, cho dù anh có mặc đồ được bày bán trên vỉa hè cũng không có vấn đề gì, bởi vì những người thật sự quen biết anh đều dựa vào bản thân anh để phân biệt chứ không phải quần áo bên ngoài chỉ cần lạc tú ở đây cái gọi là nhìn người thông qua ăn mặc căn bản không có tác dụng gì dù sao nếu nói một cách chính xác thì lạc tú đã không còn là người ở trần tục làm sao có thể dùng ánh mắt trần tục kia để đánh giá anh được nhưng hạ hân hân không nhận thức được chuyện này cho rằng lạc tú ăn mặc như vậy rất mất mặt tôi không cần dùng quần áo để nâng cao địa vị và thân phận của mình lạc tú cười cười nhưng hạ hân hân lại cảm thấy lời nói của lạc tú quá mức tự phụ Hạ Hân Hân và Lạc Tú ngồi trên chiếc Bentley đi đến nhà họ Hạ. Cuối cùng xe cũng chạy đến một trang viên tư nhân ở ngoại ô của thành phố Hải Đông, trang viên này vô cùng sầm uất. Ở Hải Đông có một số gia đình quyền thế có ảnh hưởng cực kỳ lớn, thậm chí ngay cả GDP của toàn bộ tỉnh Hải Đông cũng đều nhờ đám siêu giàu này kéo lên. Giờ phút này, bên ngoài trang viên đã đậu kín những chiếc xe sang như Rolls-Royce, Ferrari, Panini, Aston Martin, thậm chí có mấy chiếc Bugatti phiên bản giới hạn còn chiếc Bentley này của nhà họ hạ lại không có được khí thế như vậy. Ở lối ra vào trang viên sẽ có người mặc đồ đen kiểm tra thiệp mời của từng người được mời đến, mà tối hôm qua Vương Vận Vân đã đưa thiệp mời cho Lạc Tú nên lúc vào cửa rất suôn sẻ. Sau khi vào bên trong, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái hồ bơi có rất nhiều người đẹp tóc vàng, người mẫu với dáng người nóng bỏng uốn éo đang khoe khéo vòng eo thon thả đầy khiêu gợi trong từng điệu nhảy. Dưới hồ bơi đã có khá nhiều nam nữ trẻ tuổi chơi đùa trong nước, bọn họ đều là những thanh niên xuất thân từ hội con nhà giàu ở Hải Đông, hiển nhiên Lạc Tú không có hứng thú với những chuyện này nên đi thẳng vào đại sảnh bên trong trang viên. Lúc này tiệc rượu tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, xem ra người nhà họ Vương chưa đến, đám siêu giàu kia cũng chưa thấy đến. Ngược lại có một nhóm người đang tiến đến đây, có vẻ Hạ Hân Hân đang cảm thấy hơi xấu hổ khi phải đứng cùng một chỗ với Lạc Tú như vậy, dù sao thì quần áo trên người Lạc Tú cũng quá mức bình thường. Ở trong một buổi tiệc rượu của đám giàu sang quyền thế ở Hải Đông như thế này, có ai lại không muốn ăn mặc sang trọng để thể hiện bản thân đâu chứ? Trừ khi đứng đầu gia đình giàu có là một ông cụ đã lớn tuổi mới có thể ăn mặc đơn giản tiết kiệm thôi, chứ đám thanh niên bình thường nào có ai ăn mặc giống như lạc tú đâu. Đầu đầu cũng có trai xinh gái đẹp, không phải giới siêu giàu thì cũng là cậu ấm cô chiêu. Mới đó mà đã không thấy hạ hân hân ở đâu rồi, cũng không biết cô ta cố ý không muốn đi cùng lạc tú hay vô tình bị lạc nên tách ra nữa. Bên trong trang viên thật sự rất lớn, ở bên ngoài đại sảnh còn có một vườn hoa vô cùng rộng rãi. Lạc tú vừa ngậm điếu thuốc trong miệng vừa đi lang thang trong vườn hoa, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi lạc tú lại, lạc tú. Lạc tú vừa quay đầu lại đã thấy giang đồng nhiên và đám người hàn phi vũ. Cậu đừng nói với tôi là cậu đang làm bảo vệ ở trong này nha. Giang đồng nhiên sướng sờ, Cô ta không ngờ lại gặp được Lạc Tú trong một bữa tiệc rượu cao cấp như thế này, hôm qua cô ta còn nói muốn dẫn Lạc Tú đến đây để mở mang kiến thức, thế mà hôm nay lại gặp được. Nếu không thì sao, nhất định cậu ta đang làm bảo vệ ở đây, nếu không sao có thể vào được chứ? Hàn Phi Vũ lên tiếng. Ở trong lòng anh ta vẫn rất xem thường Lạc Tú, đương nhiên suy nghĩ đầu tiên là sẽ tìm cách bêu xấu Lạc Tú, mà Lạc Tú lại không giải thích nên Giang Đồng nhiên suy đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ tới khả năng này nếu không thì lạc tú căn bản không thể nào vào đây được. Tạm thời không thể nói chuyện với cậu được, chúng tôi phải đi đưa rượu vào trước đã. Vừa rồi chúng tôi phải đấu võ mồm rất lâu người ta mới đồng ý cho chúng tôi tự mang rượu vào đây, nếu không chúng tôi không thể nào vào đây được. Giang đồng nhiên bất đắc dĩ nói. Bởi vì là nhân viên công tác được cử đến tặng rượu nên bọn họ mới có thể tiến vào, nếu không đã không có cơ hội được bước vào cửa rồi. Hơn nữa người ta chỉ cho bọn họ 5 phút, trong vòng 5 phút phải hoàn thành hết tất cả việc này rồi phải rời khỏi đây. Audio điện tử võ tấn bền chương 166, Dương Thiếu Thiên có ăn hay không? Lạc Tú nhìn Giang Đồng Nhiên. Cho bọn họ ăn đi, tranh thủ thời gian uống một hớp rồi đi liền. Tôi nói cho cậu biết nhé, một ly rượu này có giá sắp xỉ 8.000 đô la Mỹ đấy. Mau uống đi, Giang Đồng Nhiên đưa cho Hàn Phi Vũ một ly. Hàn Phi Vũ uống một hớp rượu, Mấy người vừa cắn thêm mấy miếng tôm hùm lớn thì phía xa xa đã có người chạy tới. Chạy mau, Hàn Phi vũ hô lên, nếu bị người khác phát hiện ăn vụng, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ cũng kết thúc luôn. Giang Đồng Nhiên lo lắng liếc nhìn Lạc Tú, Lạc Tú đáp trả cho Giang Đồng Nhiên một cái nhìn trấn an, lúc này Giang Đồng Nhiên mới vội vàng rời đi. Người đến không phải ai khác mà là Hạ Hân Hân, Hạ Hân Hân tò mò liếc nhìn bình rượu trước mặt Lạc Tú. Cô biết loại rượu này không? Lạc Tú hỏi Hạ Hân Hân. Hạ Hân Hân nhìn nó một lúc lâu mới lắc đầu nghi ngờ, bởi vì cô ta có hơi không chắc chắn. Lạc Tú nhìn về hướng Giang Đồng Nhiên đã rời đi trước đó, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Hạ Hân Hân nhìn một lúc lâu cũng không dám khẳng định nhưng Giang Đồng Nhiên vừa liếc mắt đã nhận ra rượu kia là gì, điều này còn cần phải nói thêm gì nữa. Chúng ta chơi quay con thôi nhé. Hạ Hân Hân đi dạo mấy vòng bên ngoài xong, cuối cùng vẫn không đành lòng bỏ mặc lạc tú một mình nên vẫn quay lại tìm lạc tú lạc tú gật đầu rồi đi về phía một căn phòng đặc biệt ở phía bên kia của trang viên thật ra lạc tú cảm thấy khá thích trò chơi quay con thoi gì đấy hoặc cũng có thể nói lạc tú hoàn toàn không có hứng thú với việc cờ bạc vậy nên anh rất sẵn lòng đi qua một bên chơi với hạ hân hân tất nhiên lạc tú không thắng một ván nào nhưng trái lại việc thắng lạc tú liên tục cũng khiến hạ hân hân mất hết hứng thú sau đó cô ta đổi sang chơi lắc xúc sắc với một mình Lạc Tú. Nhưng rõ ràng Lạc Tú không có bao nhiêu hứng thú, Hạ Hân Hân đã thắng Lạc Tú hết mấy vạn rồi. Bên tai anh là những lời bàn tán xôn xao của một ít cậu ấm nhà giàu. Rốt cuộc lần này ba tôi cũng gặp được vị trương đại sư kia rồi. Anh không biết đâu, ba tôi cũng được xem là một nhân vật có mặt mũi ở Hải Đông, vậy mà khi nhìn thấy vị trương đại sư kia, chỉ riêng hơi thở trên người ông ta thôi đã khiến ba tôi toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Có tin đồn vị Trương Đại Sư này đã không phải người trên thế tục từ lâu, không chỉ ở riêng Hải Đông mà cho dù cả nước cũng không có mấy người đạt được cảnh giới như thế. Đúng vậy, nếu may mắn nhận được sự chỉ dẫn của Trương Đại Sư thì chẳng khác nào cá chép hóa rồng. Cái rằm ấy, ngay cả người có mặt mũi ở Hải Đông như ba tôi muốn gặp được Trương Đại Sư một lần đã khó khăn vô cùng, chứ nói chi là được Trương Đại Sư chỉ dẫn. Loại nhân vật giống như thần tiên sống thế này sao chúng ta có thể với tới chứ? ngoại trừ Phật sống ở Tây Tạng, e rằng trên đời này không có người nào có thể so sánh với ông ta. Hạ hân hân nghe thấy những lời bàn tán xung quanh mình cũng không khỏi thở dài khe khẽ. Vị trương đại sư nổi tiếng ở Hải Đông có lai lịch cực kỳ thần bí nhưng bản lĩnh của ông ta lại gần như là thần thoại. Đừng bảo 10 người giàu có và quyền thế nhất Hải Đông, ngay cả bốn kẻ khổng lồ có thể xem là bá chủ của Hải Đông cũng đều vô cùng kính trọng vị trương đại sư này. Có thể nói, ông ta là sự tồn tại đứng trên vạn người nếu nhà họ Hạ có thể nhận được sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất của trương đại sư cho dù phải bỏ ra cái giá lớn hơn nữa thì tôi cũng cam tâm tình nguyện hạ hân hân thì thầm bởi vì có thể nói sự hưng suy của những kẻ giàu có và quyền thế nhất hiện nay hầu như đều nằm trong tay trương đại sư chỉ cần trương đại sư nói một câu khắp toàn bộ hải đông nào có ai dám làm trái lời chỉ đáng tiếc nhà họ Hạ của tôi có quan hệ không sâu không thể may mắn quen biết với Trương Đại Sư. Hạ hân hân thở dài nhìn Lạc Tú. Quen biết ông ta để làm gì, trong giọng nói của Lạc Tú ẩn chứa vẻ khinh thường. Hạ hân hân nghe vậy thì đột nhiên xa sầm mặt mày. Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nói câu này. Bởi vì đối với một nhân vật tầm cỡ như thế, rất có thể câu nói này của anh sẽ mang đến tai họa ngập đầu đấy. Hạ hân hân cảnh báo Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú vẫn không ngừng cười, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình cho dù ông ta đứng trước mặt tôi cho dù là tôi trực tiếp nói như thế ngay trước mặt ông ta thì ông ta cũng không dám có nửa câu bất mãn anh lạc tú anh đừng tưởng rằng mình có chút quen biết với người nhà họ vương thì anh có thể đắc ý ngạo mạn tự cho rằng đã giỏi nhất rồi anh nên biết bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác người tài giỏi còn có người tài hơn trương đại sư không phải là loại nhân vật mà anh có thể tưởng tượng được đâu ngay cả nhà họ vương cũng không dám đắc tội trương đại sư đâu lạc tú anh quá kiêu ngạo rồi lạc tú thấy anh và hạ hân hân không có cùng suy nghĩ nên cũng không tiếp tục nói với hạ hân hân cái gì nữa còn hạ hân hân sau khi nhìn thấy thái độ khinh thường của lạc tú đối với trương đại sư cô ta không khỏi lắc đầu thở dài ngay cả bốn dòng họ lớn như nhà họ vương nhà họ sở nhà họ giang hay nhà họ dương đều coi trương đại sư như phật sống Thế mà Lạc Tú lại dám khinh thường Trương đại sư. Loại cuồng vọng mù quáng và kiêu ngạo này đã đạt đến một trình nhất định rồi. Tất cả ấn tượng tốt đẹp về Lạc Tú trong lòng Hạ Hân Hân khi anh giành được hợp đồng ngày hôm qua đều đã vì vậy mà biến mất sạch sẽ. Người kiêu ngạo và cuồng vọng như vậy thường thường sẽ có kết thúc cực kỳ bi thảm. Hơn nữa chuyện này cũng cho thấy Lạc Tú là kẻ ngu ngốc và thiếu hiểu biết, trình độ quá thấp hạ hân hân vừa định nói thêm vài câu dạy dỗ lạc tú thì bỗng nhiên lạc tú đưa mắt nhìn về phía xa xa lạc tú trông thấy một người quen ở đây sở vân hào sở vân hào đã chậm rãi bước vào bên cạnh sở vân hào còn có một chàng trai khác hiển nhiên sở vân hào cũng nhìn thấy lạc tú sau đó lập tức ngây ngẩn cả người có lẽ chính anh ta cũng không ngờ mình có thể gặp lạc tú ở đây hơn nữa còn trông thấy lạc tú ở cùng với hạ hân hân sự ngạc nhiên trong lòng lại càng tăng lên nhưng rõ ràng Sở Vân Hào định giả bộ như không biết Lạc Tú. Dù sao cánh tay anh ta vẫn còn đang quấn băng đây này. Trước kia anh ta đã bị Lạc Tú làm bẽ mặt đến thế, sao bây giờ có thể chủ động chạy tới chào hỏi Lạc Tú được chứ? Ngược lại, Hạ Hân Hân vừa nhìn thấy Sở Vân Hào đã cau mày sầm mặt. Thật ra trước kia Hạ Hân Hân đã từng thích Sở Vân Hào, nhưng từ khi biết được phẩm chất con người thật của Sở Vân Hào ra sao thì Hạ Hân Hân đã quyết định từ bỏ. Còn Sở Vân Hào thì đã chuyển mục tiêu sang chị gái Hạ Tinh Thiến của cô ta, hơn nữa mấy năm trước nhà họ Hạ và nhà họ Sở còn có ý định xác lập quan hệ thông gia. Vào thời điểm đó, Hạ Tinh Thiến và Sở Vân Hào vốn đã đính hôn rồi nhưng về sau lại bị Hạ Tinh Thiến cưỡng ép lui hôn, một. Chuyện này làm cho cả hai nhà ồn ào không vui suốt một thời gian dài. Lúc ấy, Hạ Tinh Thiến nản lòng thoái chí định muốn bỏ đi nơi khác. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Hạ Tinh Thiến đã thực sự đến Thông Châu. Nhưng chuyện này không thể trách Hạ Tinh Thiến được, bởi vì từ hôn là ý của Hạ Nguyên Vũ. Bởi vì lúc ấy nhà họ sở đã lên kế hoạch mượn quan hệ thông gia để nuốt chừng nhà họ hạ đấy. Sao Hạ Nguyên Vũ có thể để yên như thế? Vì vậy mà hai nhà bắt đầu ồn ào không vui, Hạ Hân Hân đương nhiên không có hảo cảm gì với Sở Vân Hào. Nhưng người thanh niên đi bên cạnh Sở Vân Hào lại khiến Hạ Hân Hân không thể làm ngơ bởi vì đối phương là người thuộc dòng họ lớn khác, nhà họ Dương. chương 167, trời sinh một đôi. Trước đây Hạ Hân Hân cũng từng tiếp xúc với Dương Thiếu Thiên mấy lần. Thứ nhất là vì Hạ Hân Hân vốn rất thích Dương Thiếu Thiên, thứ hai là vì sự phát triển của nhà họ Hạ. Lúc trước Dương Thiếu Thiên đã liên tục bơm 500 triệu vào nhà họ Hạ để giải quyết vấn đề tài chính khẩn cấp của nhà họ Hạ, đồng thời Hạ Hân Hân cũng đã thế chấp ít nhất 15% cổ phần của nhà họ Hạ cho nhà họ Dương. Trong mắt người ngoài, Hạ Hân Hân và Dương Thiếu Thiên thực sự là một cặp xứng đôi vừa lứa. Nữ xinh đẹp như hoa, nam hào hoa phong nhã, có tiền như nhau, lại còn môn đăng hộ đối. Hạ Hân Hân quay đầu lại nhìn Lạc Tú, sau đó lại nhìn Dương Thiếu Thiên. Sự đối lập đã rõ ràng đến thế rồi, vốn chẳng cần phải nói thêm cái gì. "Thiếu Thiên," Hạ Hân Hân tươi cười chào hỏi. "Hân Hân," Dương Thiếu Thiên vẫy tay. Hôm nay Dương Thiếu Thiên mặc bộ tây phục màu đỏ của Versace, không chỉ có vẻ ngoài hết sức chói mắt và đầy khí chất quý tộc, mà còn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. "Cậu Dương." "Ồ, đó là anh Thiếu Thiên." "Chào cậu Dương, đã lâu không gặp." Hạ Hân Hân mở miệng gọi như vậy lập tức kéo theo rất nhiều người bắt đầu chào hỏi Dương Thiếu Thiên. Trong biểu hiện chứa đầy sự tôn trọng và ngưỡng mộ, hoàn toàn trái ngược với Lạc Tú. Nếu so sánh với Dương Thiếu Thiên lúc này, anh chẳng khác nào một người qua đường. Lại thêm Sở Vân Hào ở bên, hai thiếu niên đứng chung một chỗ quả là cảnh đẹp ý vui. Giống như ngôi sao bắt mắt nhất trong lĩnh vực này vậy. Nhưng vào lúc này, Sở Vân Hào đột nhiên kéo Dương Thiếu Thiên nói thì thầm mấy câu bên tai anh ta. Dương Thiếu Thiên nghe xong thì sắc mặt có chút thay đổi, thì thầm trả lời Sở Vân Hào. "Yên tâm đi, cứ giao cho tôi, hôm nay tôi sẽ khiến anh ta đẹp mắt." Sau đó anh ta đi về phía Hạ Hân Hân một mình. Hân hân, người bên cạnh em là ai vậy? Dương Thiếu Thiên đột nhiên hỏi. Vừa rồi Sở Vân Hào đã nhờ anh ta ra tay dạy dỗ tên oát con kia một chút, vậy nên anh ta đang bắt đầu chuẩn bị gây rối với Lạc Tú. Dù sao đối với anh ta thì chuyện dạy dỗ một người còn chẳng phải việc còn con ư. Trên thực tế, rất nhiều người đang có mặt ở đây cũng rất tò mò tại sao Hạ Hân Hân lại dẫn theo một người đàn ông lạ mặt. Chỉ là lúc đầu mọi người đều nghĩ người đàn ông này là tài xế của Hạ Hân Hân hay gì đó nên cũng không hỏi thêm câu nào. Giờ phút này bị Dương Thiếu Thiên hỏi như vậy, Hạ Hân Hân lập tức cảm thấy bối rối. Muốn cô ta giới thiệu Lạc Tú thế nào đây? Chẳng lẽ nói Lạc Tú là chồng chưa cưới của cô ta ngay trước mặt mọi người và Dương Thiếu Thiên ư? Hạ Hân Hân do dự một hồi, cuối cùng nhìn cách ăn mặc của Lạc Tú, rốt cuộc vẫn mở miệng nói. Anh ta là sếp của tôi. Anh ấy là chồng chưa cưới của Thiên Kim Hạ Hân Hân của nhà họ Hạ đấy." Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang lời Hạ Hân Hân, hơn nữa còn trực tiếp tiết lộ thân phận của Lạc Tú. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía xa xa, trông thấy một người phụ nữ vô cùng lộng lẫy cũng mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng đang chậm rãi bước vào như một nàng thiên nga trắng xinh đẹp. Sau lưng có một đám người đi theo, khí thế vô cùng. Chỉ cần nhìn sơ qua đã biết cô gái xinh đẹp này có thân phận không tầm thường. Ở đằng xa, Vương Vận Vân và người đàn ông trung niên đứng bên cạnh đều mỉm cười thong dong. Chị, chị cứ để mặc con bé quậy phá như vậy liệu có ổn không? Nếu sau này lạc ra trách cứ thì sao chúng ta có thể chịu nổi? Người đàn ông đứng bên cạnh Vương Vận Vân có chút lo lắng. Chị cảm thấy có thể hôm nay sẽ có người gặp xui xẻo nhưng chắc chắn không phải chúng ta. Vương Vận Vân nhìn Dương Thiếu Thiên và Sở Vân Hào, khóe miệng nở nụ cười diễu cợt anh là chồng chưa cưới của hạ hân hân ư ngay khi những lời này vừa dứt lạc tú lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người vô số ánh mắt nhìn về phía lạc tú nhưng sau khi nhìn thấy quần áo trên người lạc tú những ánh mắt đó dần trở nên không thân thiện mà thay vào đó là một loại khinh thường và cười nhạo dù sao trong những trường hợp thế này mọi người đều mặc quần áo rất chỉnh tề chỉ có duy nhất một mình lạc tú ăn mặc khác biệt xem ra còn kém hơn nhân viên phục vụ một phần khuôn mặt hạ hân hân thoáng cái đỏ lên, nhất thời cảm giác mặt mình nóng rát vô cùng. Bởi vì cô ta cảm thấy sự thật kia nói ra rất xấu hổ. Vương dai dai, cô nói cái gì? Dương Thiếu Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Sở Vân Hào chỉ nói với anh ta người này là bạn của Hạ Hân Hân, rồi nhờ Dương Thiếu Thiên dạy dỗ lạc tú một chút. Nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên biến thành chồng sắp cưới của Hạ Hân Hân. Rõ ràng là anh ta muốn tới dạy dỗ lạc tú một trận, Thế mà kết quả lại biến thành Lạc Tú ném cho anh ta một sự ô nhục trước. Ngay cả Sở Vân Hào cũng ngây ngẩn cả người, lúc trước Hạ Tinh Thiến từng nói với anh ta Lạc Tú là bạn trai mình, mặc dù anh ta cũng đã nhìn ra Lạc Tú không phải. Nhưng tại sao đột nhiên Lạc Tú lại đến Hải Đông và đột nhiên thân phận của Lạc Tú lại biến thành chồng chưa cưới của Hạ Hân Hân? Những người có mặt ở đây đều là con cháu của những gia đình giàu có, đương nhiên họ cũng biết một ít tin đồn không căn cứ. Trong mắt người ngoài Dương Thiếu Thiên và Hạ Hân Hân là một đôi trai tài gái sắc được ông trời tác hợp. Sao bỗng dưng lại đột nhiên xuất hiện thêm một người chồng chưa cưới của Hạ Hân Hân vậy? Xong, trên mặt mọi người lập tức lộ rõ vẻ hả hê và chờ xem kịch vui. Xem ra hôm nay có trò hay để xem rồi, đến cả người phụ nữ của Dương Thiếu Thiên mà cũng dám đoạt. Dương Thiếu Thiên sẽ bỏ qua cho Lạc Tú mới là lạ. Chỉ có một mình cô gái tên Vương dai dai đi tới trước mặt Lạc Tú, mỉm cười và nói xin chào tôi tên là vương giai giai vương vận vân là gì của tôi vương giai giai nhấc váy về phía lạc tú thái độ có phần kính trọng sắc mặt của hạ hân hân đã khó coi vô cùng dù sao cô ta hoàn toàn không muốn chuyện này bị phơi bày ngay trước mặt dương thiếu thiên hơn nữa còn trong trường hợp thế này đây chẳng khác nào nói với toàn bộ hải đông rằng lạc tú là chồng chưa cưới của cô ta nhưng người lên tiếng là vương giai giai là thiên kim của nhà họ vương Hạ Hân Hân cũng không dám nói gì. Vương dai dai này là người không dễ chọc, hoặc nên nói toàn bộ nhà họ Vương chẳng có ai dễ chọc, mỗi một kẻ đều là con hổ biết cười. Là một thế hệ trẻ trong giới giàu có và quyền thế ở Hải Đông, Vương dai dai có địa vị và thủ đoạn không hề tầm thường. Ít nhất là mạnh hơn rất nhiều so với Hạ Hân Hân. Chồng chưa cưới, sắc mặt Dương Thiếu Thiên trầm xuống. Không nói đến những mặt khác, chỉ riêng việc hạ hân hân sẽ là người phụ nữ của anh ta trong tương lai là chuyện được mọi người biết rõ và luôn công nhận nên những lời này của vương giai giai chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh ta một bạt tai vang dội khiến dương thiếu thiên xấu hổ trước mặt mọi người người phụ nữ vốn đã định sẵn của mình đột nhiên trở thành vợ chưa cưới của một người ăn mặc rách nát chẳng biết chui ra từ đâu cũng chẳng rõ lai lịch thế nào cơn tức thế này bảo dương thiếu thiên sao có thể nuốt trôi cho được cho dù chỉ trên mặt mũi cũng không chương 168, thần cá cược. Người anh em, phẩm vị của anh đúng là có một không hai đấy nhỉ. Dương Thiếu Thiên hơi mỉm cười nói, nhưng ai cũng đều nghe ra được đây là đang châm chọc Lạc Tú. Mà mọi người thấy Lạc Tú ăn mặc tùy ý như vậy cũng lập tức bật cười, ai nấy đều cười khẩy. Ở nơi này có ai là không ăn mặc lộng lẫy, trang trọng hào phóng cơ chứ? Mà so với mọi người xung quanh, Lạc Tú thật sự giống như một ngọn cỏ đứng giữa vườn hoa thơm. Hạ Hân Hân nhất thời đỏ bừng mặt, cho rằng Lạc Tú có chút khiến cô ta mất mặt, sau đó nhìn Lạc Tú với ánh mắt trách cứ. Dẫu sau lúc tới đây cô ta còn nhắc nhở anh nhưng Lạc Tú vẫn cứ tự làm theo ý mình. Lần này thì hay rồi, ở trước mặt bao nhiêu người giàu có quyền thế thế này nhất thời không biết cất mặt vào đâu. Tôi thì lại nghe nói, có câu là bên ngoài vàng ngọc bên trong thối giữa. Bên ngoài quần áo là lượt, nói không chừng bên trong xấu xa không chịu được duy chỉ có vương dai dai là không cười ngược lại còn lên tiếng giúp lạc tú ồ thế vương dai dai cô thì sao dương thiếu thiên chẳng có gì phải sợ vương dai dai dù sao ra thế nhà họ vương bọn họ và nhà họ dương cũng không khác nhau là mấy tôi ư vương dai dai cười một tiếng vương dai dai thẳng tay xé bộ váy liền đang mặc bên trong là một chiếc áo phông bó sát và quần bò nhưng vóc dáng cô ta thực sự vô cùng bốc lửa ngay đến cả hạ hân hân trong mắt cũng lóe lên một sự ghen tị với vóc dáng này. Phù, thế này thoải mái hơn nhiều rồi. Vương dai dai cởi chiếc váy liền ra, thở hắt ra một hơi dài. Tôi thấy anh này đang chơi xúc sắc với hân hân, có muốn chúng tôi cũng tới chơi cùng mấy ván không? Dương Thiếu Thiên vẫn cố chĩa mũi nhọn vào Lạc Tú. Được thôi, Lạc Tú cũng không hề sợ hãi. Cược cái gì đây? Vương dai dai cười nói. Đối với chúng tôi mà nói tiền chẳng có giá trị gì cả, Chúng ta tìm thứ gì đó thú vị một chút. Ba ván thắng hai, ai mà thua thì người đó lột hết đồ ở đây rồi đi ra ngoài, nhớ là lột hết sạch nhé." Dương Thiếu Thiên cười khẩy nói, ánh mắt đe dọa nhìn Lạc Tú. "Thật ra chuyện này còn nguy hiểm hơn là cược tiền, bởi vì nếu như trong trường hợp này phải lột quần áo đi ra ngoài, vậy thì mất mặt cả gia đình mình nữa." "Nếu như anh chơi bẩn thì sao?" Lạc Tú đột nhiên hỏi. "Tôi chơi bẩn? Người anh em này anh đúng là tự tin thật đấy nói cứ như thể tôi nhất định sẽ thua vậy ở đây đều là cô chiêu cậu ấm những nhà giàu có nếu như tôi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được hôm nay ai mà chơi bẩn vậy thì mời vệ sĩ nhà họ vương ra cưỡng chế thi hành lột sạch quần áo kẻ đó ở ngay tại đây dương thiếu thiên nói những lời này rất tự tin trong mắt đầy vẻ khinh thường nhìn lạc tú lạc tú vừa định đồng ý thì hạ hân hân đã kéo cánh tay anh lại lặng lẽ cất lời đừng đồng ý nếu anh cược với anh ta chắc chắn anh sẽ thua đấy hạ hân hân ở bên cạnh nhắc nhở dù sao bây giờ lạc tú cũng là chồng chưa cưới của cô ta nếu như anh thua cuộc bị lột hết quần áo ở đây thì còn ra thể thống gì nữa người mất mặt chính là nhà họ hạ bọn họ và hạ hân hân cô ta nhưng lạc tú lại giả bộ không nghe thấy lời hạ hân hân nói lập tức đáp lời cược trước giờ tôi chưa bao giờ thua tôi đồng ý hạ hân hân lại một lần nữa nhìn lạc tú với vẻ trách móc sao lạc tú lại không biết tiến biết lùi như vậy chứ được to gan đấy trong mắt dương thiếu thiên lóe lên mọt tia âm mưu vẻ mặt vui mừng đắc ý lúc này sở vân hào cũng cười khẩy một tiếng nếu đã đánh cược thì làm sao thiếu được tôi cơ chứ đúng lúc này đột nhiên có một tiếng nói từ ngoài cửa truyền vào mọi người đều ngoái lại nhìn nhất thời sắc mặt ai cũng thay đổi chỉ có sự châm chọc và cười nhạo trên khóe miệng dương thiếu thiên càng ngày càng đậm hơn mà trên mặt sở vân hào cũng lộ ra nụ cười sau khi nhìn rõ là ai tới đừng nói là hạ hân hân ngay cả sắc mặt vương dai dai cũng không thể giữ được nụ cười vẻ mặt lập tức trở nên u ám triệu công tử triệu công tử đúng thật là triệu công tử lần này thằng kia tiêu đời rồi thế này thì tên kia thua sạch sẽ rồi từng tiếng kinh ngạc vang lên một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đi từ cửa vào, lộ rõ khí thế quý tộc, dự ấn đường hiện ra một vẻ khí khái anh hùng. Triệu Nguyên Khôn, nếu như mọi người không quá quen thuộc với cái tên này vậy thì một cái tên khác gần như cả vùng Hải Đông này không ai là không biết. Thần cá cược, đây không phải là nói khoác lác mà người ta thật sự có bản lĩnh đó. Đã cược là thắng, từ lúc ra mắt đến nay chưa bao giờ thất bại. Nghe nói gia sản mấy tỷ đều là cậu ta cược thắng được thắng một hai vạn hoặc vài chục vạn có lẽ còn có khả năng, nhưng có thể thắng cược được mấy tỷ vậy thì nhất định là có vấn đề. Vấn đề này chính là Triệu Nguyên Khôn là đồ tôn của Trương Đại Sư. Cũng vì thế mà ở Hải Đông, danh tiếng Triệu Nguyên Khôn vô cùng nổi tiếng, chưa nói tới người khác, cho dù là người chủ của 10 nhà hào môn lớn gặp Triệu Nguyên Khôn cũng phải cung kính gọi một tiếng Triệu Công Tử. Rõ ràng e là Dương Thiếu Thiên này đã sớm dẫn Triệu Nguyên Khôn tới đây từ trước, chỉ là Triệu Nguyên Khôn mãi vẫn không lộ mặt, đợi sau khi lạc tú hoàn toàn rơi vào bẫy dập mới ra mặt. Hiển nhiên đây là chiếc bẫy nhắm vào lạc tú. Anh lạc, hay là không cực nữa, chiếu nguyên khôn này không phải dạng người thường, thủ đoạn thần bí lại khó hiểu. Nếu như anh gật đầu thì chuyện sau đó đương nhiên tôi sẽ giúp anh xử lý xong xuôi, chắc chắn sẽ không làm mất mặt anh lạc một chút nào đâu. Vương dai dai ở bên cạnh lẳng lặng nhắc nhở lạc tú. Ngay cả cô ta cũng không đoán được vậy mà Dương Thiếu Thiên lại mời được Triệu Nguyên Khôn ra mặt nhưng mà lạc tú lại hơi lắc đầu không hề để ý một chút nào cả cái bẫy vụng về này làm sao mà anh lại không nhìn được ra cơ chứ nhưng đối với anh thì nó có tác dụng không hạ hân hân thấy triệu nguyên khôn cũng tới đây nhất thời trái tim không khỏi rơi xuống đáy vực tiêu rồi tiêu đời thật sự lần này hoàn toàn xong đời rồi người nào có thể thắng được triệu nguyên khôn không cần nghĩ cũng biết trừ khi trương đại sư đích thân tới thì không ai có thể thắng được cậu ta cho dù là sư phụ của Triệu Nguyên Khôn cũng không được. Chắc không phải sợ rồi chứ, không dám à, trong mắt Dương Thiếu Thiên lóe lên sự đắc ý, lạnh lùng liếc nhìn Lạc Tú. chương 169, Lột Đồ Triệu Nguyên Khôn cười hì hì đi tới bên cạnh Dương Thiếu Thiên, giơ tay vỗ độc một cái lên bả vai Dương Thiếu Thiên. Ý cười trên mặt Dương Thiếu Thiên càng thêm đậm hơn, có điều vẫn là sự châm trọc. Để tôi lắc xúc sắc, không vấn đề gì chứ, Triệu Nguyên Khôn vô cùng hứng thú nhìn Lạc Tú. Cậu Triệu được gọi là thần cá cược, trực tiếp lắc xúc sắc có vẻ như không hợp lý lắm. Vương dai dai đứng bên cạnh lên tiếng, dù sao cô ta cũng muốn giúp Lạc Tú. Có thể, Lạc Tú lại gật đầu đồng ý. Suốt cuộc Lạc Tú Anh có biết đối phương là ai không thế? Đó là thần cá cược đó. Nếu như để cậu ta lắc xúc sắc, chắc chắn là anh sẽ thua đấy. Hơn nữa bây giờ anh là con rể nhà họ hạ chúng tôi, nếu thua thì không chỉ là anh mà còn liên lụy đến cả nhà họ hạ tôi bị mất mặt theo đấy lạc tú ơi lạc tú mình anh ít học nông cạn thì thôi đi sao mà còn không phân biệt thị phi nặng nhẹ cơ chứ hạ hân hân kéo lạc tú sang một bên lặng lẽ trách mắng lạc tú tôi sẽ không thua đâu lạc tú tránh thoát khỏi tay hạ hân hân sẽ không thua hạ hân hân bị lạc tú làm cho tức đến dậm chân đến cả tôi mà anh còn không thắng được lại còn nói anh không thua đâu Vừa rồi Lạc Tú và cô ta chơi mấy chục ván, lần nào anh cũng thua, chẳng có lấy một chút may mắn nào cả, giờ lại còn tự tin nói mình sẽ không thua đâu. Mà những người khác nghe thấy Lạc Tú gật đầu đồng ý cho Triệu Nguyên khôn lắc xúc sắc, nhất thời ai nấy đều lộ ra vẻ ngây ngốc nhìn đăm đăm vào Lạc Tú. Để cho Triệu Nguyên khôn đụng vào xúc sắc, vậy thì chắc chắn cậu ta sẽ động tay động chân vào đó. Nhưng mà cậu ta đã dở trò thì có thể nói không ai biết được, hoàn toàn không tìm được ra một chút chứng cứ nào, nếu không danh hiệu thần cá cược kia từ đâu mà ra chứ. Nhất định tên ngu ngốc này chính là tự dâng mình tới họng súng, e là chút nữa sẽ khóc lóc cho xem. Nghĩ cũng phải, bất kể là gia thế, địa vị, nội tình hay là văn hóa giáo dục, một kẻ lai lịch bất minh như thế này làm sao có thể là đối thủ của một cậu cả nhà hào môn như Dương Thiếu Thiên được. Người ta nói hai ba câu thôi mà tên ngốc này đã bị lừa vào trong. Hơn nữa vốn dĩ thằng ngốc này có chỗ nào xứng với hạ hân hân đâu dương thiếu thiên và hạ hân hân trông mới giống như một đôi trời sinh chân chính thấy lạc tú không chịu nghe lời nhắc nhở của mình như vậy hạ hân hân vô cùng thất vọng với lạc tú thậm chí còn thấy hối hận vì hôm nay đã đi cùng anh tới bữa tiệc này bắt đầu đi dương thiếu thiên tràn đầy tự tin nói trong ánh mắt anh ta đầy vẻ khinh bỉ và xem thường lạc tú muốn đấu với tôi sao anh sẽ chết không còn thừa lại mảnh vụn nào chỉ ném một viên xúc sắc vào trong Dương Thiếu Thiên tràn đầy tự tin nói, "Lớn hay nhỏ?" "Nhỏ." Lạc Tú thuận miệng ra nói một chữ nhỏ. "Được, vậy tôi đặt lớn." Dương Thiếu Thiên nhìn Triệu Nguyên Khôn, mà Triệu Nguyên Khôn cũng đáp lại anh ta một ánh mắt yên tâm. Cạch cạch cạch, xúc sắc trong ống liên tục phát ra tiếng va chạm. "Cộp." Triệu Nguyên Khôn chợt đập ống lắc lên trên bàn. Lạc Tú nhìn một cái, đúng là lớn. Triệu Nguyên Khôn này thực sự có chút bản lĩnh có thể muốn cái gì có cái đó. Mở đi, trong mắt Dương Thiếu Thiên lộ ra vài phần mỉa mai, mọi người xung quanh cũng mở to mắt chờ đợi kết quả. Anh thua rồi, Triệu Nguyên khôn nhấc ống ra, ánh mắt tràn đầy vẻ diễu cợt. Vậy sao, Lạc Tú còn không buồn nhìn xúc sắc kia lấy một cái. Lẽ nào anh còn? Sao có thể như vậy chứ? Vốn dĩ Triệu Nguyên khôn định nói lẽ nào anh còn định chơi bẩn hay sao? nhưng đợi khi cậu ta cúi đầu nhìn lại phát hiện trên xúc sắc là một chấm. Nhỏ, triệu nguyên khôn ngây ngẩn, rõ ràng cậu ta đã lắc được sáu chấm lớn, sao lại biến thành một chấm nhỏ được. Nụ cười trên mặt dương thiếu thiên cũng cứng ngắc lại. Không thể nào, đây, triệu nguyên khôn giật mạnh ống lắc và xúc sắc lật ra kiểm tra kỹ càng. Nhưng mà sau khi kiểm tra xong lại không hề phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Tiếp không, Lạc Tú mỉm cười, anh muốn thắng thật sự quá là đơn giản. Đường đường là vô cực tiên tôn mà lại muốn lấy vải thưa che mắt thánh sao. Triệu Nguyên khôn ném xúc sắc vào trong ống. Vẫn là nhỏ, lạc tú không mặn không nhạt lên tiếng. Vậy thì tôi vẫn đặt lớn. Dương Thiếu Thiên cũng có chút không tin, dù sao Triệu Nguyên khôn cũng được xưng là thần cá cược, từ trước đến nay chưa từng thất thủ. Lẽ nào hôm nay trạng thái không tốt nên thất thủ ư? Nhưng thất thủ một lần thì có thể hiểu được, anh ta không tin sau đây lại bị thất thủ lần thứ hai. Triệu Nguyên Khôn cũng nghĩ như thế, dù sao lần này không thể lại xảy ra vấn đề gì nữa, nếu không thì sẽ thua thật. Thua không chỉ là Dương Thiếu Thiên thua, mà còn cả danh hiệu thần cá cửa của cậu ta, nếu như thua trong tay thằng mốc lai lịch bất minh này vậy thì hôm nay sẽ mất mặt chết mất. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của cậu ta chắc chắn sẽ sụp đổ. Vì vậy lần này, Triệu Nguyên Khôn nghiêm túc lạ thường, cũng vô cùng cẩn thận. Cộp, lần này Triệu Nguyên Khôn lắc xúc sắc hơn một phút mới đập ống lắc lên trên mặt bàn. Lần này cậu ta vô cùng chắc chắn, nhất định là 6 chấm lớn. Từ nhỏ cậu ta đã luyện cái này, mãi cho tới khi cậu ta gặp thầy của mình, gặp Trương Đại Sư, sau khi trải qua rèn luyện, đối với thứ này, cậu ta đã sớm luyện thuần thục. Mở đi, lần này ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn lên bàn. Cái này, anh dở trò, Dương Thiếu Thiên chợt gầm lên nhưng mà ngay sau đó lại vang lên câu nói không đúng, đây là dở trò trước mặt thần cá cực triệu nguyên khôn, vậy không phải là tát vào mặt triệu nguyên khôn hay sao? Mà sắc mặt triệu nguyên khôn cũng cực kỳ u ám. Vẫn là một chấm, vẫn là nhỏ. Mọi người đều sửng sốt, hạ hân hân cũng sững sờ. Đây, đây rõ ràng không phải là may mắn, sao có thể hai lần đều là một chấm được? Tôi không tin, sao có thể vậy được? Triệu Nguyên Khôn và Dương Thiếu Thiên đồng thời mở miệng nói sự thật bày ra trước mắt rồi anh đã thua cuộc lạc tú rất bình thản nói như thể là lẽ đương nhiên thua cuộc nếu như dương thiếu thiên thua thì còn có thể hiểu được nhưng thần cá cược như triệu nguyên khôn cũng thất bại thế này kỳ lạ quá anh rõ ràng anh chính là anh muốn nói cái gì người lắc xúc sắc là thần cá cược đó vương dai dai mở miệng châm chọc nói có lẽ anh có thể thuận theo dòng suy nghĩ này mà nghĩ một chút Vương giai dai không nói thẳng ra nhưng mọi người đều nghe ra được ý tứ đó. Đó là thần cá cực cố ý bẫy anh ta. Nhưng mà Dương Thiếu Thiên đã loại bỏ suy nghĩ này đầu tiên, bởi vì giữa anh ta và thần cá cực có một bí mật mà người khác không biết, cậu ta không thể nào bẫy anh ta được. Lắc thêm một lần nữa, Dương Thiếu Thiên có chút không phục. Thần cá cực triệu nguyên khôn cũng rất không phục. Cạch cạch cạch, cộp, chương 170, gây họa. Vừa nói ra câu này, Nhất thời mọi người xung quanh đều ngẩn ra. Cái tên ngu ngốc này, không nhìn ra mọi người đang giúp Dương Thiếu Thiên xuống thang hay sao? Lúc này rồi mà anh còn cắn mãi không tha, thật sự muốn đắc tội chết với Dương Thiếu Thiên à? Trước không nói đến những thứ khác, chỉ nói nhà họ Dương và nhà họ Hạ cũng không thể nào so với nhau được. Nếu nhà họ Dương người ta mà gây khó dễ cho nhà họ Hạ thì nhà họ Hạ hoàn toàn không chịu được. Lúc này rồi mà còn không biết đường thu tay về, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Muốn nhà họ Dương hoàn toàn trở mặt gây sự hay sao? Thật sự muốn chơi đến cùng ấy hả? Dương Thiếu Thiên cũng lên tiếng, dù sao nhiều người như vậy, trong cảnh tượng lớn thế này, nếu như lột sạch đồ đi ra ngoài vậy thì đúng là mất hết mặt mũi của gia đình. Nhưng Lạc Tú lại không hề có ý muốn buông tha. Dám cược dám nhận thua. Anh, Lạc Tú, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh ta là cậu cả nhà họ Dương, Dương Thiếu Thiên đó. Nhà họ Hạ chúng tôi còn có 15% cổ phần thế chấp trong tay nhà họ Dương, hơn nữa tôi vẫn luôn thỉnh cầu Thiếu Thiên trợ giúp nhà họ Hạ tôi thêm 500 triệu vốn đầu tư, anh cứ phải đắc tội với Thiếu Thiên hay sao? Anh cứ phải kết thù kết oán với Thiếu Thiên đúng không? Hạ Hân Hân giận dữ hét lên. Anh có biết đối với nhà họ Hạ tôi, khoản đầu tư 500 triệu kia chính là ngọn cỏ cứu mạng trong lúc nguy cấp hay không? Hạ Hân Hân quá thất vọng với Lạc Tú. Lẽ nào chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà anh mặc kệ nhà họ Hạ sống chết ra sao ư? Lẽ nào chỉ vì chút giận mà anh hoàn toàn đắc tội chết với nhà họ Dương? Bây giờ anh đi xin lỗi cùng với tôi vẫn còn kịp đấy. Khóe miệng Dương Thiếu Thiên xẹt qua một tia diễu cợt, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, khinh bỉ nhìn Lạc Tú. Cho dù tôi thua thì đã sao? Anh dám bắt tôi cởi quần áo không? tôi mà thắng thì anh bắt buộc phải cởi rồi sau đó bị tôi sỉ nhục nhưng mà tôi thua thì chưa chắc anh đã dám thật sự bắt tôi cởi đồ tất cả mọi người đều đang cười khẩy nhìn lạc tú đây là do lạc tú tự chuốc lấy dám thách thức con nhà giàu thì nhận lại kết cục như vậy đấy cởi đi lạc tú vừa mới dứt lời thì hạ hân hân cũng tức đến nỗi bật khóc tại sao tại sao tại sao anh lại cố chấp như vậy cứ phải đi chọc vào chỗ phiền toái như vậy sao anh bạn à, nể mặt tôi, tốt nhất là anh nên thu hồi lại câu anh vừa mới nói, phải biết thầy tôi là ai, phải biết sư gia của tôi Trương Đại Sư là nhân vật nào, còn Thiếu Thiên cũng là bạn tôi. Lời này vừa nói ra, ngay cả vương dai dai cũng không dám tiếp lời, bởi vì đối phương đã nhắc đến Trương Đại Sư thì phải nể mặt, dù không nể thì cũng phải nể. Ở Hải Đông này không có ai, không có bất kỳ ai dám đắc tội với Trương Đại Sư. Cho dù địa vị của anh có cao thế nào đi nữa, gia đình giàu có thế nào cũng như vậy. Nể mặt cậu, Lạc Tú lại bị làm cho tức đến bật cười. Cậu là cái thá gì mà tôi phải nể mặt cậu? Chưa nói tới cậu, cho dù là sư gia trương đại sư của cậu đến đây, cậu hỏi thử ông ta xem ông ta có dám nhắc tới chuyện nể mặt ông ta trước mặt tôi không? Lạc Tú lạnh giọng nói. Anh dám sỉ nhục sư gia của tôi. Sắc mặt triệu nguyên khôn biến đổi. Sắc mặt của tất cả mọi người đều biến sắc, vẻ mặt hạ hân hân lập tức xám xịt như cho tàn, xong rồi hoàn toàn xong rồi ngay cả trương đại sư mà lạc tú cũng đắc tội anh quá ngông cuồng rồi đấy cho dù là ba tôi cũng không dám ăn nói như vậy một tên nhà giàu đứng ra mở miệng nói này thằng kia lời vừa rồi của anh đã gây họa lớn cho anh rồi đấy được rất tốt triệu nguyên khôn cũng bị lời này của lạc tú làm cho tức đến bật cười nghiêm giọng lên tiếng nếu cậu không tin thì có thể gọi ông ta đến đây thử xem lạc tú không thèm để ý chút nào được mấy câu này của anh tôi sẽ đích thân truyền đạt lại hy vọng anh đừng có hối hận triệu nguyên khôn hung hãn nói cậu ta làm gì có khả năng gọi sư gia của mình qua đây chứ nhưng mà những lời ngày hôm nay cậu ta nhất định sẽ truyền đạt lại đến lúc đó cậu ta muốn xem xem lạc tú có thể chịu được lửa giận của sư gia trương đại sư cậu ta hay không cởi đi nếu không thì tôi mời vệ sĩ nhà họ vương tới giúp anh nhé lạc tú lạnh lùng nói còn hạ hân hân sợ hãi tới mức trực tiếp ngã nhào trên đất tại sao anh lại phải liên lụy đến nhà họ hạ chứ liên lụy nhà họ hạ mà xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm lạc tú khẽ cười nói anh chịu trách nhiệm trách nhiệm này anh có gánh nổi không hạ hân hân cười khổ nói tràn đầy ý hối hận công kích đáng ra cô ta nên đi một mình tốt nhất là lúc bắt đầu nên đuổi lạc tú đi lại càng không nên đi cùng với Lạc Tú tới bữa tiệc này. Hôm nay thế này đồng nghĩa với việc rước lấy đại hỏa ngút trời cho nhà họ hạ. Được, tôi nhớ mối thù hôm nay rồi. Dương Thiếu Thiên vừa nói vừa cởi quần áo. Mãi tới cuối cùng thật sự đã cởi sạch quần áo ra. Có điều có rất nhiều cô gái đã quay người đi. Còn rất nhiều phái nam tự động vây quanh lại một chỗ, che chắn cho Dương Thiếu Thiên ở giữa mặc dù không để cho dương thiếu thiên thật sự trần chuồng chạy ra ngoài nhưng mà dương thiếu thiên đã tức giận đến mức run lẩy bẩy chuyện này chắc chắn đã kết mối thủ giữa nhà họ dương và lạc tú trong một bữa tiệc lớn như vậy dương thiếu thiên lại mất sạch mặt mũi thế này e rằng chuyện này sẽ nhanh chóng bị đồn đại ra ngoài đường đường là cậu cả nhà họ dương vậy mà lại thua sạch đến cả cái chun quần cũng mất đây tuyệt đối là một tin tức ăn khách cũng là một sự sỉ nhục tột cùng có thể tưởng tượng được tiếp theo đây nhà họ dương nhất định sẽ ra tay hơn nữa còn là hành động lớn dẫu sau đại thiếu gia nhà mình bị người ta sỉ nhục như vậy kiểu gì cũng phải vớt phát lại mặt mũi này anh cứ đợi đó cho tôi lúc rời đi dương thiếu thiên để lại một câu độc ác như vậy cả đám người vây quanh anh ta để anh ta rời đi nhưng mà trên đường gặp phải những người không biết đã nhìn thấy rồi nhất thời mọi người đều bàn luận sôi nổi khiến cho dương thiếu thiên xấu hổ đỏ bừng mặt tức tốc chạy nhanh đi sở vân hào siết chặt nắm đấm lần này không thành công có điều không sao cả ngay cả nhà họ dương mà lạc tú cũng đắc tội bốn nhà bá chủ lớn giàu có ở hải đông lạc tú đã đắc tội với hai nhà nên chuyện lạc tú bị giết chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi hơn nữa qua một đoạn thời gian nữa là đến lượt anh ta tiến vào huyết sát đến lúc đó anh ta sẽ lợi dụng quan hệ chơi chết tên lạc tú này mọi người lũ lượt rời đi hạ hân hân mất hồn mất vía liếc nhìn lạc tú trong mắt tràn đầy thất vọng và chán ghét cuối cùng hạ hân hân cũng định rời đi một mình đến lúc đi tới cửa vương vận vân cản hạ hân hân lại em gái họ hạ tôi khuyên cô vẫn nên quay lại xin lỗi lạc ra đi bây giờ vẫn còn kịp đấy cảm ơn chị vương có lòng tốt nhưng mà không cần đâu hạ hân hân bây giờ có một loại phiền não khó tả với lạc tú hơn nữa dù anh có giỏi thế nào đi nữa lẽ nào còn có thể so được với dương thiếu thiên ư dù sao nhà hào môn vẫn là nhà hào môn. Nhìn theo bước chân hạ hân hân rời đi, vương vận vân không khỏi thở dài một tiếng, một. Hai, thân ở trong phúc mà không biết phúc, cơ hội tốt biết bao, hy vọng sau này cô sẽ không hối hận. Vương vận vân lắc đầu sau đó nhanh chóng đi về phía lạc tú, mang theo vẻ mặt mỉm cười ninh đón anh. Audio điện tử võ tấn bền chương 171, quỳ xuống xin lỗi. Này, thằng nhóc thối kia, muộn thế này còn gọi cho ba thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành rồi có phải sống chung với người khác bên đó không vui đúng không ba lạc cũng khá hiểu thằng con trai này của mình lạc tú còn chưa mở miệng mà ba lạc đã đoán được phân nửa lạc tú giải thích ngắn gọn mọi chuyện dấu bé ha có lẽ ba phải nói với hạ nguyên vũ về tên đó thôi ba lạc cũng tỏ ra không hài lòng lắm được rồi chuyện của người trẻ tuổi các con thì các con tự xem mà giải quyết đi ba cũng không muốn để con ở ngoài oan ức, con cứ làm theo ý mình đi. Ba lạc bên kia điện thoại nói. À đúng rồi, thằng nhóc thối này, nói cho con biết, gần đây thuộc đoan ngày nào cũng đến thăm ba, ba rất thích con bé, con ở ngoài bớt trêu hoa ghẹo nguyệt cho ba. Ba lạc cười dặn dò. Lạc tú cười cười cúp điện thoại, anh đã có quyết định với ân tình của nhà họ hạ rồi. Quay trở lại với nơi ở thuê cùng Giang Đồng Nhiên, Giang Đồng Nhiên đang uống rượu với mọi người. Tiểu Tú, gan cậu cũng to thật đấy, lần sau không được làm vậy nữa biết chưa? rõ ràng giang đồng nhiên vẫn hiểu lầm lạc tú đã ăn trộm rượu và đồ ăn. lạc tú cũng không giải thích mà nhìn chỗ bầm tím trên cách tay giang đồng nhiên. giang đồng nhiên nhận thấy ánh mắt của lạc tú nhưng lại hơi mất tự nhiên đưa cách tay của mình sang hướng khác. đó là dấu vết vào cái đêm hôm ông chủ quán rượu cố ý quấy rối cô ta, giang đồng nhiên giãy dụa lúc bị ông ta nắm cánh tay nên để lại vết lạc tú vẫn nhìn cô ta chằm chằm được rồi chị của cậu biết cậu có ý gì nhưng đối phương thật sự không phải là người mà chúng ta có thể đối phó ý tốt của cậu lòng tôi cảm nhận được giang đồng nhiên đang nhắc nhở lạc tú rằng bọn họ không thể chọc nổi đám người kia lạc tú không nên gây chuyện làm gì mà hàn phi vỗ bên cạnh lại cười khẩy một tiếng nếu như thật sự muốn giúp chị tiểu nhiên thì sẽ làm thật đó anh ta không tin một bảo vệ nhỏ bé như lạc tú có gan dám làm thế thật hơn nữa đối phương cũng đâu phải là người mà một bảo vệ nhỏ như lạc tú có thể trêu vào chứ dù sao thì ngay cả anh ta cũng không dám nói gì mấy người khác cũng khinh thường nhìn lạc tú trong mắt đầy sự coi thường có khi lạc tú chỉ vì muốn có được hảo cảm của giang đồng nhiên nên mới cố ý làm vậy thôi lạc tú cũng không đáp lại dù sao đây cũng là chuyện của giang đồng nhiên nhưng nếu giang đồng nhiên nhờ anh giúp thì anh nhất định sẽ giúp nhưng nếu Giang Đồng Nhiên không nói thì Lạc Tú cũng không cố gắng làm gì. Thấy Lạc Tú không nói gì, mấy người họ lại ngồi cười chế nhạo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Lạc Tú lại đến công ty nhà họ Hạ. Vừa đến cửa công ty thì Hạ Hân Hân và Hạ Thu Diễm đã đứng ở đó. Thằng nhóc họ Lạc kia, rốt cuộc cậu có ý gì hả? Hạ Thu Diễm nghiêm mặt nói. Tối hôm qua Hạ Hân Hân đã kể cho cô ta nghe từ đầu đến cuối tất cả mọi chuyện rồi. Điều này khiến cho Hạ Thu Diễm suýt tức đến mức nổi trận lôi đình. Dù sao thì đó cũng là nhà họ Dương đấy. Không nói đến nhà họ Hạ bây giờ, ngay cả nhà họ Hạ trước kia thì bọn họ cũng không thể nào đắc tội bên đó được. Hơn nữa trong thời điểm quan trọng này, vốn dĩ nhà họ Dương có thể giúp nhà họ Hạ một chút, bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn làm mất lòng nhà họ Dương như thế thì nhà họ Hạ biết tìm ai mà giúp chứ? Bây giờ vấn đề lớn nhất mà nhà họ Hạ gặp phải là tài chính. Kinh phí 500 triệu có thể giúp nhà họ Hạ trì hoãn một chút, có khi còn có thể vươn lên lần nữa. Nhưng nếu như không có kinh phí 500 triệu đó thì chỉ qua một thời gian ngắn nữa, có lẽ dây xích tài chính của nhà họ Hạ sẽ bị đứt đoạn, thậm chí là sụp đổ luôn. Vốn dĩ Hạ Thu Diễm không chào đón Lạc Tú, nhưng cụ thể chuyện năm đó thì cô ta cũng không rõ lắm. Nhưng đúng là vì nhà họ Lạc mà nhà họ Hạ đã đụng đến người không nên đụng, sau đó bị chèn ép chèn ép nhà họ hạ đến tình trạng như hiện tại bây giờ lạc tú lại còn đắc tội với nhà họ dương khiến cho hạ thu diễm hận không thể bóp chết lạc tú ngay bây giờ một thằng nhóc đến từ thị trấn sao lại dám gây sự với những người giàu có quyền lực chứ thôi mà gì nhỏ chuyện đã đến nước này rồi thì đừng truy xét nữa tìm cách giải quyết vấn đề thì hơn hạ hân hân mở miệng nói lạc tú tôi xin hơn nửa ngày thì thiếu thiên mới cho chúng ta thêm một cơ hội nữa anh ta sẽ đến ngay chỉ cần anh xin lỗi thì anh ta sẽ đồng ý, tạm thời không nhắc đến nữa." Hạ Hân Hân thở dài nói, "Để giải quyết ổn thỏa chuyện này mà cô ta thậm chí còn đồng ý với một số yêu cầu quá đáng của đối phương, chỉ để giải quyết vấn đề này. Dù sao thì 500 triệu đó rất quan trọng với nhà họ Hạ bây giờ. Bọn họ đã vay ngân hàng rất nhiều, không thể vay được nữa, mà mấy gia tộc lớn khác cũng không chịu cho bọn họ vay tiền." chỉ có mỗi nhà họ Dương bởi vì có quan hệ với Dương Thiếu Thiên nên mới có tia hy vọng. Nhưng cơ hội chuyển mình này đã bị chính tay Lạc Tú phá hủy vào đêm tối hôm qua, hôm nay đối phương chịu đến đây đúng là cực kỳ may mắn. Chỉ cần Lạc Tú bày tỏ thái độ thành khẩn xin lỗi đối phương thì có khi 500 triệu kia vẫn có thể đến tay nhà họ Hạ. Chỉ cần nhà họ Hạ dùng 500 triệu đó vượt qua cửa ải khó khăn này, thu được thành phẩm từ các hạng mục đầu tư thì nhất định nhà họ Hạ có thể vượt dậy một lần nữa. Cho nên 500 triệu này đối với nhà họ Hạ là cực kỳ quan trọng. Đang nói thì một chiếc Rolls-Royce chậm rãi lái tới. Dương Thiếu Thiên mang theo vẻ mặt đắc ý chậm rãi xuống xe, sau đó kiêu ngạo liếc nhìn Lạc Tú. Lâu lắm rồi không gặp cậu, đúng là càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng tuấn tú lịch sự. Hạ Thu Diễm mở miệng khen ngợi Dương Thiếu Thiên. Trong lòng cô ta, đấy mới là chồng chưa cưới lý tưởng nhất, phù hợp với Hạ Hân Hân nhất. Có gia thế, có năng lực có giáo dục, bề ngoài lại gọn gàng đẹp trai. Quan trọng nhất là nhà họ Dương là một gia đình giàu có, khác hẳn với lạc tú kia sinh ra ở thị trấn. Nhà giàu với nhà giàu mới được xem như môn đăng hộ đối. Hạ Thu Diễm nhìn lạc tú, lại nhìn Dương Thiếu Thiên, tranh lệch giữa hai người thật sự rất lớn. Nghe nói mấy năm nay cậu tự xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thế mà đã có một công ty với tài sản trăm triệu rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Hạ Thu Diễm lại khen ngợi Dương Thiếu Thiên, mà Dương Thiếu Thiên lại đắc ý nhìn Lạc Tú, cười khẩy nói: "Đâu có, sao có thể sánh bằng vị kia nhà các người được." Rõ ràng là đang mỉa mai Lạc Tú. "Ôi, hiểu lầm rồi, cậu ta thì có năng lực gì cơ chứ? Nếu không phải ba của Hân Hân già rồi hồ đồ thì bây giờ còn không biết cậu ta đang ở đâu nữa." Hạ Thu Diễm trấn an Dương Thiếu Thiên. Chương 172: Phượng Hoàng Nam sau khi Dương Thiếu Thiên nói xong câu này, anh ta nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt ngạo nghễ. Tuy nhiên, Hạ Hân Hân lại do dự, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử, dù sao thì điều này cũng hơi quá đáng. Trước mặt cả công ty mà phải quỳ xuống dập đầu xin anh ta tha, điều này sẽ khiến người ta xem thường. Sao hả, khó xử rồi à? Dương Thiếu Thiên có thể nhận ra vẻ khó xử của Hạ Hân Hân. Sao lại khó xử chứ? Hạ Thu Diễm đã lấy điện thoại di động ra gọi rồi gửi một tin nhắn đến nhóm của công ty bọn họ chưa đầy một phút sau hàng nghìn người của công ty đã đồng loạt tập trung tại cổng công ty dương thiếu thiên lại nhìn lạc tú đầy châm chọc vẻ khinh thường càng ngày càng rõ tôi xem anh có phục hay không vậy thì sao đây là thủ đoạn của dương thiếu thiên tôi hiện thực tàn khốc như vậy đấy chính là chẳng kiêng nể gì còn anh thì sao lát nữa chỉ có thể tham sống sợ chết mà cúi đầu xin lỗi tôi còn là anh phải cầu xin tôi tới nữa kia. Dương Thiếu Thiên cười đến không kiềm chế được. Ngày hôm qua đúng là anh ta đã bị Lạc Tú làm nhục. Nhưng hôm nay thì sao? Hạ Hân Hân đã đích thân gọi điện và cầu xin anh ta đến để Lạc Tú xin lỗi anh ta. Ngày hôm qua anh ta không xem Lạc Tú ra gì. Hôm nay anh ta cũng vẫn chẳng xem Lạc Tú ra gì. Chỉ là một thằng nhóc không rõ lai lịch. Sao mà đấu với cậu chủ nhà giàu có được cơ chứ? Thách thánh tìm được cộng cộng trùm trời huyện VN cộng cộng anh ta chỉ cần mấp máy môi là có thể giết chết đối thủ rồi hơn nữa mặc dù hạ hân hân ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc với một lời xin lỗi nhưng anh ta không nghĩ vậy sao chuyện này có thể dễ dàng cho qua như vậy chứ dám đấu với dương thiếu thiên đơn giản là tự đâm đầu vào chỗ chết anh ta sẽ không rót tiền vào nhà họ hạ dù chỉ là một xu sau khi lạc tú xin lỗi anh ta sẽ tiếp tục đe dọa nhà họ hạ nhất định phải chơi đùa chết lạc tú thì anh ta mới bỏ qua dù gì đi nữa anh ta vẫn khó chịu vì sự sỉ nhục mà lạc tú đã dành cho anh ta ngày hôm qua mà nhà họ dương sắp một bước lên trời rồi nhà họ sở bên kia có một người muốn kết hôn nhất định anh ta phải giúp sức hơn nữa bọn họ đã lên kế hoạch rồi nhà họ sở và nhà họ dương sẽ làm đám hỏi với nhau những chuyện này vẫn được giữ bí mật và lần này họ có một âm mưu rất lớn e là đến thời điểm đó Vận mệnh của Hải Đông sẽ có những thay đổi dữ dội. Ngày hôm qua, thằng chồng chưa cưới điên rồ của nhà họ Hạ mấy người dám đắc tội với tôi, dám đánh nhau với Dương Thiếu Thiên tôi. Chợt Dương Thiếu Thiên chỉ vào Lạc Tú, lớn tiếng nói. Ngay khi những lời đó vừa thốt ra, tất cả nhân viên của công ty nhà họ Hạ đều sững sờ, ai mà không biết Dương Thiếu Thiên chứ? Nhiều người ngay lập tức ném cái nhìn trách móc về phía Lạc Tú. Bởi vì điều này tương đương với việc đắc tội với nhà họ Dương nếu thật sự đắc tội nhà họ dương vậy nhà họ hạ coi như xong bây giờ tôi muốn anh quỳ xuống trước mặt tôi và dập đầu xin tha dương thiếu thiên cười khẩy nhìn lạc tú nói đến đây tôi đã nói tôi sẽ xin lỗi anh khi nào nhỉ cuối cùng lạc tú cũng lên tiếng xem vở kịch lâu như vậy đã đến lúc phải kết thúc rồi ồ anh không muốn xin lỗi dương thiếu thiên ngẩng mặt cười to sau đó lập tức sầm mặt lại không xin lỗi cũng không sao Tôi sẽ không đưa 5 triệu tài chính cho nhà họ Hạ, đã vậy tôi sẽ dùng sức mạnh của nhà họ Dương để chèn ép nhà họ Hạ. Chỉ cần anh cho rằng ngay tại thời điểm then chốt này nhà họ Hạ có thể chịu đựng được ngọn lửa giận của nhà họ Dương. Dương Thiếu Thiên khinh thường nhìn Lạc Tú. Anh Lạc, hay là anh xin lỗi đi, một giám đốc điều hành cấp cao trong công ty nói. Đúng vậy, anh Lạc, tuy rằng dưới gối đàn ông có báu vật nhưng chúng ta thật sự không thể đắc tội với nhà họ Dương, nhất là vào thời điểm này. Anh Lạc, tuy rằng sẽ khiến anh chịu ấm ức nhưng hiện tại nhà họ Hạ rất cần 5 triệu kia để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh Lạc, quỳ xuống có thể đổi lấy 5 triệu, đáng giá mà. Rất nhiều người trong công ty của nhà họ Hạ đã lên tiếng, không ít người trong số họ cũng có ý trách móc Lạc Tú. Tên nhóc họ Lạc kia, chuyện này là do anh gây ra, hơn nữa nói thật là tôi vẫn rất ghét anh, thậm chí khinh thường anh. Anh hãy nhìn thiếu thiên kia, rồi tự nhìn lại anh xem gia thế xuất thân địa vị tài năng anh có so sánh được với thiếu thiên người ta hay không bây giờ anh hãy xin lỗi người ta đi hạ thu diễm lạnh lùng nhìn lạc tú sao nào sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn thôi đấy nếu anh không quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ đi ngay tức khắc dương thiếu thiên nhìn lạc tú đầy châm chọc quỳ con mẹ mày tốc độ của lạc tú cực nhanh trong chốc lát đã đến trước mặt dương thiếu thiên sau đó tát mạnh vào mặt anh ta Dương Thiếu Thiên bị một cái tát này hất văng ra ngoài, vừa mới tiếp đất, Lạc Tú đã đến ngay trước mặt anh ta. Lạc Tú túm tóc Dương Thiếu Thiên và nhấc bổng anh ta lên. "Muốn Lạc Vô Cực tôi quỳ xuống xin lỗi anh à?" Lá gan cũng to quá rồi đó. Cả đời này Lạc Vô Cực tôi chỉ quỳ trước ba mẹ và ân sư, còn trên đời này anh dám kêu tôi quỳ hả? Lạc Tú giơ chân đá mạnh vào đầu gối của Dương Thiếu Thiên, hai tiếng cạch cạch vang lên, đầu gối của anh ta đã bị Lạc Tú đạp nát. Lập tức, Lạc Tú dẫm một chân lên mặt Dương Thiếu Thiên, nhìn Dương Thiếu Thiên với vẻ diễu cợt, bây giờ anh còn muốn tôi quỷ nữa không? Con mẹ mày, mày chết chắc rồi, nhà họ hạ cũng xong rồi, tao sẽ tận dụng hết sức mạnh của nhà họ Dương, mày chờ đó. Dương Thiếu Thiên trợn mắt nhìn Lạc Tú, trong ánh mắt đầy sự oán giận và độc ác. Hừ, Lạc Tú đá mạnh vào mặt Dương Thiếu Thiên, ngay lập tức anh ta bị chảy máu ròng ròng, toàn thân chết ngất lạc tú không giết chết người ngay tại chỗ mà chỉ để lại ám kình khiến dương thiếu thiên sẽ không thể sống được bao lâu nữa nói thì rất dài nhưng diễn ra rất nhanh đến khi mọi người kịp phản ứng thì dương thiếu thiên đã ngất đi rồi cậu cậu họ lạc kia chẳng lẽ cậu muốn hại chết nhà họ hạ ư chẳng lẽ cậu muốn người nhà họ hạ chết chung với cậu sao hạ thu diễm bị một loạt thay đổi này làm cho choáng váng lần này chắc chắn đã gây thù chuốc oán với nhà họ dương rồi Lần này, toàn bộ nhà họ Hạ sẽ bị giết chết rồi. Hạ Hân Hân sợ đến mức sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy. Lạc Tú, anh, tại sao anh phải làm như vậy? Rốt cuộc anh lấy đâu ra sức mạnh để làm như vậy? Anh có biết đó là cậu chủ của nhà họ Dương, Dương Thiếu Thiên không? Hạ Hân Hân cuồng loạn hét lên. Chương 173, tôi chính là nhà giàu sang quyền thế, tôi là cái thá gì hả? Lạc Tú tức giận cười mấy người vẫn luôn cho rằng tôi đến nhà họ hạ là để lợi dụng hôn ước mà ở rể nhà giàu có ư hạ hân hân cô đã quá coi thường lạc vô cực tôi cũng đã đánh giá quá cao nhà họ hạ mấy người rồi lạc vô cực tôi không cần phải trèo lên nhà giàu có nào cả vì bản thân tôi đã là một nhà giàu có rồi lạc tú nhìn hạ hân hân và hạ thu diễm với vẻ khinh thường đến nhà họ hạ mấy người tôi chưa từng chủ động nói tôi là chồng chưa cưới của cô đúng chứ quả thật từ khi lạc tú đến nhà họ Hạ, anh chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn, là do người nhà họ Hạ luôn tự mình nhắc đến chuyện này. Vậy thì chứng minh được điều gì chứ? Hạ Thu Diễm không phục mở miệng nói. Chứng minh được điều gì ư? Lạc vô cực tôi đến nhà họ Hạ không phải vì cái gọi là hôn ước lúc nhỏ, cũng chưa bao giờ muốn thực hiện hôn ước với Hạ Hân Hân. Tôi đến nhà họ Hạ chỉ để đền đáp ân tình mà năm đó ba tôi đã nợ mấy người. Báo đáp ân tình, cậu báo đáp như vậy ư? nhà họ hạ của tôi cần 5 triệu, cậu chỉ là một thằng nhóc con đến từ một thị trấn, cậu có số tiền đó không? Hạ Thu Diễm cũng chẳng thèm nể mặt mà mở miệng nói. Chính cậu là người đã hủy hoại 500 triệu mà chúng tôi đã có thể lấy được. Đây chính là trả ơn mà cậu nói đó ư. Ừ, hạ Thu Diễm tiếp tục chỉ trích. 500 triệu chứ gì? Lạc Tú cười. Tôi sẽ đưa ngay cho cô một tỷ ngay, không cần thối lại. Số tiền này coi như là sự đền ơn cuối cùng, nhưng từ nay về sau, nhà họ Lạc và nhà họ Hạ sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Lạc Tú nói rồi lấy điện thoại ra. Nói năng bậy bạ, cỡ như cậu mà đòi lấy đâu ra một tỷ. Hạ Thu Diễm châm chọc nói. Còn Hạ Hân Hân thì lắc đầu thất vọng, cho đến giờ, Lạc Tú vẫn còn mạnh miệng. Lập tức lấy ra một tỷ ư. Ngay cả mấy nhà giàu có ở Hải Đông cũng không dám nói ra câu này, dù sao đó cũng đâu phải là giấy, đó là một tỷ tiền thật rất nhiều nhà giàu nếu muốn huy động một số tiền lớn như vậy thì phải chuẩn bị trước vài ngày, bởi vì họ có tiền nhưng đa phần là bất động sản hoặc tài sản không phải tiền mặt. Một tỷ tệ. Một người đến từ một thị trấn nhỏ thì lấy đâu ra một tỷ chứ? Nhưng Lạc Tú đã lấy điện thoại ra gọi cho Vương Phi. Bây giờ Vịnh Bàn Long dưới sự dẫn đầu của mấy lão đại ở Thông Châu đã hình thành một hiệu ứng dây chuyền, tuy không còn bán được nhiều như ngày đầu nhưng cũng đã bán được rất nhiều hiện Lạc Tú có trong tay khoảng hơn 4 tỷ. Tốc độ của Vương Phi rất nhanh, nhanh chóng đến ngân hàng xử lý, hơn nữa Lạc Tú có nhiều tiền như vậy đã trở thành khách hàng VIP nên càng được xử lý nhanh hơn. Chưa đầy 5 phút, điện thoại di động của Hạ Hân Hân vang lên. Hạ Hân Hân lấy điện thoại ra xem, đột nhiên sững sờ. Đúng là 1 tỷ, đúng là 1 tỷ đã chảy vào tài khoản của công ty nhà họ Hạ. Nhìn thấy sắc mặt của Hạ Hân Hân, Hạ Thu Diếm cũng sắp lại gần, và choáng váng khi nhìn thấy thông tin trên điện thoại. Có thể dễ dàng lấy ra một tỷ, lạc tú này có xuất thân thế nào đây? Rốt cuộc anh giàu đến mức nào? Đã nằm trong tài khoản rồi phải không? Vậy chuyện cũ đã xong, từ nay ai đi đường nấy, không ai nợ ai. Lạc tú mỉm cười, xoay người bước đi. Ban đầu anh đến là muốn làm cho nhà họ hạ vùng lên và trở thành một gia đình siêu giàu có bậc nhất. Nhưng đáng tiếc, có vài người trong nhà họ hạ khiến anh không thích mấy lần dồn ép, anh không nói, thế mà còn liên tục gây rắc rối cho anh. Ở bệnh viện, anh đã cứu sống Hạ Nguyên Vũ, trong cây TV, anh đã cứu được Hạ Hân Hân một lần, hơn nữa còn vì nhà họ Hạ mà chúng thầu dự án hợp tác rất lớn. Hôm nay anh lại cho họ hẳn một tỷ. Thật ra nếu tính lại thì anh đã trả hết ân tình của họ rồi. Là do Lạc Tú muốn đền đáp nhiều hơn nữa. Nhưng muốn báo ơn cũng phải có điểm mấu chốt, không phải cứ mãi bấm bụng chịu đựng không phải bản thân bị trà đạp mà vẫn còn muốn giúp đỡ người khác vậy không phải báo ơn đó cũng không phải là phong cách của vô cực tiên tôn lạc vô cực hạ hân hân nhìn thông tin trên điện thoại của mình đột nhiên cảm thấy rất hối hận những gì lạc tú nói là đúng bản thân người ta đã là gia đình giàu có và anh không cần phải bám vào bất kỳ gia đình giàu có nào cả cô ta chợt nhớ tới những gì hạ nguyên vũ đã nói hân hân ba không quan tâm thái độ của con như thế nào nhưng ba muốn nói với con một điều. Tốt hơn là con nên bỏ thái độ khinh thường của mình với cậu ấy đi. Nếu con vẫn còn có thái độ này, ba cho con một lời khuyên, sớm muộn gì con cũng sẽ hối hận. Bây giờ cô ta mới hiểu không có gì lạ khi Lạc Tú khinh thường Dương Thiếu Thiên, bởi vì người ta không quan tâm đến 500 triệu kia, bản thân người ta đã có tiền rồi. Trước đây, cô ta luôn coi Lạc Tú là một thằng nhóc bần cùng nhưng giờ cô ta nhận ra mình nực cười đến nhường nào. Lạc Tú, anh đến nhà họ Hạ không phải để kết hôn với tôi ư. Hạ Hân Hân nhìn theo bóng dáng Lạc Tú bước đi mà hét lên. Thực ra lúc này Hạ Thu Diếm cũng đỏ bừng mặt lên, cô ta cũng hối hận rồi, rõ ràng là người có thể tùy ý lấy ra một tỷ, nói không chừng ngày sau còn lấy ra nhiều hơn. Nếu một người như vậy tới ở rể hoặc kết hôn với Hạ Hân Hân thì nhà họ Hạ sẽ có một sự trợ giúp vô cùng đắc lực, đừng nói là khôi phục lại vinh quang trước đây, thậm chí vượt qua quá khứ cũng không phải là điều không thể vì vậy lúc này hạ thu diếm cũng đang nghĩ cách giữ lạc tú ở lại thật ra tôi đến đây ngoài việc báo đáp ân tình ra còn muốn tử hôn lạc tú cứ bước đi không hề quay đầu lại đến tử hôn điều này khiến hạ hân hân đang muốn giữ lạc tú lại đã nổi giận ý gì lạc tú thực sự coi thường cô ta ư lạc tú tôi thừa nhận là trước đây tôi đã hiểu lầm anh nhưng đừng tưởng rằng anh có một ít tiền thì có thể tìm được người tốt hơn tôi Hạ Hân Hân cứng rắn hét vào lưng lạc tú. Lúc này nước mắt của cô ta trào ra. Đến từ hôn ư? Cô ta là Hạ Hân Hân, nữ thần trong mộng của mấy tay nhà giàu thế hệ thứ hai cơ mà. Giờ phút này lại bị lạc tú ghét bỏ ư? Họ lạc kia, tốt nhất cậu nên đứng lại, sự tình vẫn còn có thể cứu vãn. Hân Hân nhà tôi không phải ai cũng so được với nó đâu. Hạ Thu Diếm cũng hét lên với lạc tú. Tuy nhiên bước chân của lạc tú cứ xa dần và hình ảnh bóng lưng mờ dần của anh như đang mỉa mai hai người họ hân hân không sao đâu có gì hơn người chứ có khi cậu ta chỉ có mỗi tiền thôi vẫn kém xa mấy nhà giàu có ở hải đông chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi người như cậu ta sao có thể tìm được người tốt hơn cháu chứ hạ thu diễm ở bên cạnh an ủi và khi xảy ra chuyện lớn như vậy cuối cùng hạ nguyên vũ cũng nhận được tin xấu sao lại như vậy Hạ Nguyên Vũ sầm mặt hỏi. Mấy người dành nhau kể loạn xạ một hồi lâu, cuối cùng Hạ Nguyên Vũ cũng hiểu ra được vấn đề. Hai đứa tụi bây đúng là đàn bà mà, ngu xuẩn quá. Chẳng phải cậu ta chỉ có một ít tiền thôi sao? Em không tin cậu ta còn có năng lực khác, Hạ Thu Diếm âm ức nói. Thu Diếm, bao nhiêu năm nay anh đã quá nuông chiều em, có phải em nghĩ mình giỏi lắm phải không? Lần này Hạ Nguyên Vũ thực sự rất tức giận bao nhiêu năm nay em vẫn không chịu đi lấy chồng, trong lòng em không tự trách à. Hạ Nguyên vỗ chửi thẳng mặt. chương 174, người phụ nữ của tao. Nếu đây là sự thật, chẳng phải những lời nói mỉa mai hôm đó khi cô ta đi đón Lạc Tú đã trở thành một trò cười ư. Giờ đây Hạ Hân Hân càng hối hận hơn. Hân Hân, đừng xin lỗi, cô không tin cậu ta tài giỏi đến cơ ấy, vẫn chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, cháu mất nó cũng chẳng mất gì cả nhưng nó mất cháu thì chắc chắn là một tổn thất rất lớn cô không tin cậu ta có thể tìm được người tốt như cháu hạ thu diễm vẫn không phục cuối cùng hạ hân hân cũng gật đầu đúng vậy dù sao cô ta cũng là con gái nhà giàu quyền thế con gái nhà giàu quyền thế kiếm đâu ra dễ như vậy mất đi lạc tú anh tôi sẽ không hối hận nhưng lạc tú anh mất đi tôi chắc chắn sẽ hối hận hạ hân hân nghĩ chắc mẩm như vậy đương nhiên lạc tú không biết chuyện này cho dù biết cũng sẽ cười nhạt, dù sao thì ếch ngồi đáy giếng luôn nhìn người và vật chỉ to bằng lòng bàn tay mà thôi. Tầm nhìn hạn hẹp, làm sao có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn này được. Vì vậy, Lạc Tú không nói bất cứ điều gì với đám người hạ hân hân nữa. Về việc nhà họ hạ có hối hận hay không, hạ hân hân có hối hận hay không, Lạc Tú cũng không quan tâm. Nói một cách khó nghe, nếu không phải vì ân tình kia của Hạ Nguyên Vũ, e là nhà họ Hạ sẽ không có tư cách để cho Lạc Tú đến ngay cả dòng họ lớn như nhà họ vương là bởi vì lạc tú vừa vặn ở hải đông hơn nữa đối phương đã có ơn với lạc tú nên anh mới hân hạnh ghé thăm mà thôi nếu không đừng hòng mời nổi lạc tú dù sao anh đường đường là vô cực tiên tôn không phải ai anh cũng nể mặt đâu sau khi rời khỏi nhà họ hạ lạc tú quay về chỗ ở cùng với giang đồng nhiên sau khi nghỉ ngơi cho đến khi trời tối lạc tú định đến quán ba giả hỏa để xem xét dù sao mấy ngày nay cũng không có việc gì làm, nhưng khi Lạc Tú đi ngang qua tiệm mát xa, tên đuổi thi nhân kia vẫn đang mát xa cho khách. Lạc Tú cũng không vạch trần đối phương, dù sao bên kia cũng không có chiêu chọc gì anh, có lẽ chỉ là vì miếng cơm manh áo, mà bản thân anh cũng chẳng phải người chính nghĩa gì nên không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận với những người ngụy trang trảm yêu trừ ma. Quán ba giả hỏa cách con phố này không xa, nghe nói con phố này được một người tên anh Đông Bảo Kê. Muốn kinh doanh ở đây cũng được, phải có sự cho phép của anh Đông, nhưng nếu không có sự cho phép của anh Đông thì thật xin lỗi, không ai dám đến đây. Hơn nữa anh Đông không chỉ bảo kê mỗi con phố này, cả năm con phố thương mại khổng lồ liên tiếp đều do anh Đông bảo kê. Dù sao thì ngay cả người quản lý thành phố cũng không dám lộn xộn ở khu vực này, ngày thường cũng rất ít người tới điều tra, bởi vì nể mặt anh Đông. Xung quanh Hải Đông vẫn là địa bàn của người nhà giàu có nhất, không ai dám động vào, trong khi bốn phương bên ngoài còn có bốn nhân vật lừng lẫy. Được biết đến với cái tên Tứ Thiên Vương của Hải Đông, Nam Phong, Bắc Hỏa, Tây Khôn, Đông Hổ. Tứ Thiên Vương là những nhân vật nổi tiếng khắp Hải Đông. Phía trên bốn vị Thiên Vương này chính là Từ Ngạo, đệ nhất cao thủ ở Hải Đông. Tất nhiên, anh Đông chẳng liên quan gì đến Đông Hổ cả, mà là đàn em của Nam Phong. Toàn bộ phía Nam là địa bàn của Phong gia. Nghe nói tứ thiên vương của Hải Đông này đều là cao thủ, tuyệt đối không giống như Hồng Biêu, đã không có tên tuổi mà đàn em cũng chẳng làm nên trò chống gì. Quán ba giả dạ hỏa của anh Đông cách đó không xa, ngay cuối con phố tiếp theo. Vài phút sau, Lạc Tú đến cửa quán ba dạ hỏa, lúc này trời đã tối, quán ba cũng sôi động hẳn lên. Quán ba này có quy mô rất lớn, có hai tầng lên xuống, nhưng hiển nhiên tầng một là nơi có nhiều người và là nơi sôi động nhất. Giai điệu say đắm lòng người, nhiều nam nữ thanh niên ở trung tâm sàn nhảy uốn éo cơ thể rất nhiều người đang uống rượu và phung phí tuổi thanh xuân của mình lạc tú bí mật tìm một góc và ngồi xuống nhưng anh vừa gọi một ly rượu thì bị phát hiện lạc tú sao anh lại ở đây đúng ra anh vẫn chưa tan làm mới phải chứ thúy nhi bưng khay đi tới không làm nữa nên đến đây bị đuổi rồi hà thúy nhi khinh thường nhìn lạc tú nói thoẹt ra câu này một thanh niên mới ra trường như lạc tú hẳn là không chịu được khó khăn khi mới ra trường không biết sẽ phải thay đổi bao nhiêu công việc để từ từ thích ứng với xã hội này tuy nhiên mới đi làm một ngày đã bị đuổi khiến thúy nhi không khỏi khinh thường lạc tú lắc đầu mà không giải thích gì và đương nhiên thúy nhi nhìn lạc tú rời đi với vẻ khinh thường một lúc sau hàn phi vũ cũng đến theo sau còn có mấy tên côn đồ đầu tóc nhuộm xanh đỏ xăm trổ rồng rắn đầy mình Hàn Phi Vũ cũng chẳng khách sáo, rất coi thường Lạc Tú, dù sao Lạc Tú cũng chỉ là một sinh viên đại học vừa mới rời ghế nhà trường, dường như chẳng có năng lực gì, cho nên chỉ có thể đi làm bảo vệ. Kém xa với loại người lọc lõi đã lăn lộn trong giang hồ lâu năm như anh ta. Nghiêm túc mà nói, so với người bình thường thì Hàn Phi Vũ rất giỏi, với mức lương hơn 2 vạn một tháng, dưới trứng cũng có vài tay đàn em, mọi người trong khu vực này đều phải gọi anh ta là anh Vũ, anh Vũ khiến cho Hàn Phi Vũ thấy lâng lâng sao lạc tú so với anh ta được hàn phi vũ chẳng có ý tốt gì mà ngồi xuống cực kỳ oai phong sau khi cấp dưới châm thuốc cho anh ta hàn phi vũ vung con dao hồ điệp trong tay lên mãi vẫn không có cơ hội nhưng nếu hôm nay mày đã ở đây tao sẽ nói cho mày biết chị nhiên nhiên là người phụ nữ của tao mặc mà kệ mày và chị ấy có thân phận gì sau buổi tối hôm nay tao hy vọng sẽ không nhìn thấy mày nữa hàn phi vũ đe dọa lạc tú mấy người đứng sau anh ta cũng tỏ rõ vẻ thù địch dù sao đối với hàn phi vũ mấy năm nay anh ta đã nhìn thấu sự đời cũng đã nhìn thấy không ít mấy người trẻ tuổi như lạc tú anh ta đã uy hiếp và đe dọa nhiều rồi hầu hết mấy người trẻ tuổi ấy đều nghe theo ngay sau khi bị đe dọa ở khu vực này không ai dám không nể mặt anh vũ một tên xã hội đen sau lưng hàn phi vũ cắm con dao gọt hoa quả lên bàn ai dám động vào người phụ nữ của tao kẻ đó sẽ chết hàn phi vũ cũng hung tợn nói lạc tú nhướng mày như là không hề nghe thấy những lời này mà chỉ chỉ vào phía sau hàn phi vũ anh ta thì sao tất cả mọi người nhìn theo hướng tay của lạc tú thì thấy giang đồng nhiên đang bị một tên cái đầu chọc quát mắng tên đầu chọc đeo kính dâm và mặc áo vest đen anh ta cực kỳ vạm vỡ và cơ bắp cuồn cuộn vừa nhìn là biết thường xuyên tập thể hình rồi nhưng bây giờ anh ta đang kéo giang đồng nhiên lại còn lớn tiếng mắng mỏ giang đồng nhiên rất tức giận và tỏ vẻ chán ghét nhưng cô ta lại bất lực, còn có vẻ đáng thương nữa. Còn những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó đều lạnh lùng thở ơ, coi như không nhìn thấy gì. Bởi vì họ không dám quản, cũng không thể quản. Kẻ đang quấy rối giang đồng nhiên là ông chủ của quán ba này, anh Đông. Cô ấy không phải là người phụ nữ của anh à, sao anh vẫn ngồi ở đây thế? Lạc Tú cười mỉa mai. Không phải ai động vào người phụ nữ của anh thì người đó sẽ chết à. Lạc Tú lại chế diễu, Mày biết cái con khỉ ấy, đó là anh Đông, mấy con phố này đều do anh ta bảo kê, ai dám vượt mặt anh ta chứ?" Mặt Hàn Phi vỗ đỏ bừng, tự bào chữa cho chính mình. Lúc này, anh Đông bất ngờ kéo micro và bảo nhân viên tắt nhạc đi. "Hôm nay là sinh nhật của quản lý quán ba chúng ta, Nhiên Nhiên. Là ông chủ của quán ba nên tôi phải tổ chức cho cô ấy một buổi sinh nhật thật vui rồi. Nào, Nhiên Nhiên, hãy nể mặt tôi mà nhảy với tôi một điệu nào." anh đông nở nụ cười trên môi nhưng giang đồng nhiên thấy thật ghê tởm vừa nghe anh đông lên tiếng lập tức mọi người tự động đứng lên để nhường một khoảng trống lớn hơn nữa phía dưới có rất nhiều người la ó nhảy một điệu đi nhảy một điệu đi chị nhiên nhiên nhảy với anh đông một điệu đi sao hả nhiên nhiên không nể mặt tôi à anh đông nhếch mép đầy ẩn ý mặc dù trong lòng giang đồng nhiên không hề muốn nhưng cô ta cũng chỉ có thể đưa tay ra bởi vì ở đây cô ta không thể trêu chọc vào anh Đông được. Đây là một bài hát mà tôi thích. Anh Đông kéo Giang Đồng nhiên qua, rồi vòng tay qua eo cô ta. Em là người yêu của anh, quyến rũ như một đóa hồng. Chương 175, đàn ông làm việc. Vốn dĩ Giang Đồng nhiên rất ghét anh Đông này, giờ phút này lại bị anh ta làm nhục trước mặt bao nhiêu người khiến cô ta vừa ấm ức vừa bất lực. Bởi vì cô ta không thể chọc anh Đông được, bản thân anh ta và các thế lực sau lưng rất đáng sợ. Anh Đông vẫn luôn tìm cơ hội để quấy rối cô ta một cách công khai và bí mật. Cô ta cũng chỉ là một phụ nữ, đáng tiếc lại chẳng có ai để cô ta có thể dựa vào. Đã như vậy rồi mà anh còn ngồi đây được à? Lạc Tú nhìn Hàn Phi Vũ, vẻ mỉa mai càng ngày càng rõ. Mày có gan mày đi đi. Tao đã nói rồi, đó là anh Đông, chưa nói đến thế lực sau lưng anh ta, mà ngay cả tất cả chúng ta cùng sông lên cũng không phải đối thủ của anh ta. Hàn Phi Vũ vẫn đang viện cớ cho mình, giết lên với Lạc Tú. Anh ta muốn đi, nhưng anh ta sợ. Hàn Phi Vũ nói đúng, anh Đông là một cao thủ, đàn em cũng là kẻ luyện võ. Mấy người tầm thường này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh Đông. Sao nào, muốn tôi giúp không? Anh Đông đang ở giữa sàn nhảy, thấy Giang Đồng Nhiên không chịu cởi quần áo bèn nắm lấy tay cô ta cười, tay kia thật sự vươn tới Giang Đồng Nhiên. Rõ ràng định tự tay cởi ra. Trên thực tế, rất nhiều người trong quán bar đều tràn đầy tức giận bởi vì bất kể là khách người phục vụ hay người đến xem đều cảm thấy giang đồng nhiên rất tốt giang đồng nhiên đối xử với mọi người rất niềm nở và nồng hậu bất cứ khi nào có khó khăn giang đồng nhiên sẽ không tiếc công sức để giúp đỡ hầu như mọi người đều ít nhiều nhận được sự yêu ái từ giang đồng nhiên tuy nhiên họ chỉ dám giận chứ không dám nói bởi vì bên kia là anh đông không phải loại người mà người bình thường như bọn họ có thể khiêu khích Lúc này, cuối cùng Lạc Tú cũng đứng dậy, cầm một chai bia ở trên bàn lên. Sau đó Lạc Tú nhìn Hàn Phi Vũ với vẻ khinh thường. Tặng anh bốn chữ, vô dụng, rác rưởi. Sau khi Lạc Tú vừa dứt lời, chai bia trong tay anh vụt ra khỏi tay, hóa thành một hình parabol trên không, rồi đập vào đầu anh đông một cách chính xác. Bốp, chai bia nổ tung, nhưng đầu của anh đông không hề động đậy. Máu hòa với bia từ từ chảy xuống. Hiện trường im lặng trong giây lát, nhìn cảnh này ai cũng sướng sờ. Hàn Phi Vũ mở to mắt nhìn Lạc Tú. Anh Đông từ từ quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai? Những người trong đám đông bất giác lùi lại một bước, và mọi người đều tránh ánh mắt đó, vì sợ sẽ bị trút giận lên họ. Tôi, Lạc Tú mỉm cười, sau đó đi về phía anh Đông. Tiểu Tú, Giang Đồng Nhiên đột nhiên tái mặt khi nhìn thấy đó là Lạc Tú nếu mày cứ nhất định phải trở thành anh hùng vậy tao sẽ xem kết cục tiếp theo của mày là gì hàn phi vũ nhìn theo bóng lưng của lạc tú không phải mày giỏi lắm sao vậy tao sẽ chờ xem mày chết như thế nào những người trong quán bar cũng nhìn lạc tú với vẻ sung sướng khi người khác gặp họa đặc biệt sau khi nhìn thấy lạc tú chỉ là một thanh niên thì trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường thằng nhóc này hôm nay toi đời rồi anh đông mà cũng dám chọc chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra chuyện rồi đi đóng cửa lại anh đông sờ sờ sau đầu sau đó nhìn vết máu trong lòng bàn tay đã lâu không có ai dám thách thức anh ta anh ta cũng lâu rồi không đánh nhau vừa nghe thấy đóng cửa giang đồng nhiên đã hoảng sợ anh đông anh đông cậu ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường không hiểu chuyện cầu xin anh đừng so đo với cậu ấy tôi cởi tôi cởi được không giang đồng nhiên đàn ông làm việc phụ nữ đừng xen vào lạc tú nhướng mày nói với giang đồng nhiên được được lắm là thằng đàn ông là đàn ông thì nói năng cho cẩn thận anh đông đưa tay ra một tay đàn em đưa cho anh ta một chiếc khăn để lau máu sau đầu to gan anh đông ném chiếc khăn đi sau đó khởi động gân cốt khách và nhân viên phục vụ đều thức thời tất cả đều lui ra bên cạnh sau đó những người trong quán ba lần lượt đứng ra phía sau lưng anh đông tay cầm ống thép và dao ở tầng trên rất đông người đến xem lúc này đám người đang ở phía sau anh đông đã đông nghẹt bầu không khí cực kỳ căng thẳng anh hùng cứu mỹ nhân giỏi lắm mạnh hơn so với tên vô dụng hàn phi vũ kia anh đông nhìn lạc tú cười cười sau đó lại nhìn hàn phi vũ những lời này khiến hàn phi vũ đỏ mặt anh ta thích giang đồng nhiên cũng chẳng phải là bí mật gì nên anh đông biết chuyện cũng không có gì ngạc nhiên tuy nhiên mỉa mai anh ta trước đám đông như vậy thật sự khiến anh ta quá bẽ mặt nhưng cho dù anh đông có mỉa mai anh ta như thế nào đi nữa thì anh ta cũng chẳng dám nói gì thấy mày có khí phách như vậy nên tao cho mày quỳ xuống khấu đầu ba cái thì tao bỏ qua chuyện này cho anh đông vừa dứt lời thì lập tức rất nhiều người đều lộ vẻ ngạc nhiên ngay cả hàn phi vũ cũng sửng sốt bởi vì rõ ràng là muốn tha cho lạc tú bằng không dám lấy chai bia đập đầu anh đông ngay trên địa bàn của anh ta thì chỉ có con đường chết dù gì thì người ta vẫn có bản lĩnh này Giang Đồng Nhiên vừa nghe đã lộ rõ vẻ vui mừng, cô ta không ngừng nháy mắt với Lạc Tú, vì thà quỳ lại ba lần còn hơn là mất mạng. Anh Đông đúng là dám giết người, mà còn có liên quan đến chuyện đó nữa. Nhưng khi những lời này lọt vào tai Lạc Tú thì lại khác. Kêu Lạc vô cực quỳ xuống và khấu đầu ba cái ư. Bây giờ anh cũng quỳ xuống khấu đầu ba cái, tôi cũng sẽ tha cho anh. Lạc Tú cũng nở nụ cười, anh rất nghiêm túc, không phải nói giỡn nếu bên kia sẵn sàng quỳ lại ba lần lạc tú sẽ tha cho anh ta nhưng khi lạc tú nói ra những lời này giang đồng nhiên đã choáng váng cô ta không ngờ lạc tú lại hổ báo như vậy lần này kết thúc rồi chắc chắn hôm nay lạc tú sẽ gặp họa còn hàn phi vũ lại cười khẩy kêu anh đông quỳ khấu đầu ba cái ư thật tiếc là tên ngốc này lại nghĩ ra điều đó giờ thì tốt rồi đã cho tên ngốc này cơ hội mà không biết quý trọng sự việc không thể nào tốt lên được rồi. Quả nhiên, con mẹ mày, cho mày thể diện mà mày không cần à. Anh Đông vừa nghe những lời này đã nổi giận đùng đùng. Đến chỗ của ông, đánh ông trước mặt nhiều người như vậy, rồi lại kêu ông quỳ xuống bái lại mày, đầu óc mày có vấn đề à. Anh Đông vốn tưởng rằng tên nhóc ngốc nghếch này có khí phách nên định tha cho anh. Dù gì anh đánh anh ta khiến anh ta bẽ mặt, chỉ cần dập đầu xin lỗi anh ta mấy cái, chừa cho mình con đường lui, Vậy là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 176, lại cho mày một cơ hội nữa. Anh Đông, cầu xin anh, cầu xin anh. Giang Đồng Nhiên hoảng sợ khi nghe thấy anh Đông kêu người ra tay, nhưng chẳng ai thèm để ý đến cô ta. Bảy tám người đi về phía Lạc Tú, giơ cao con dao trong tay lên. Lạc Tú cười khinh thường. Người nhanh nhất trong số họ di chuyển, anh ta chém về phía Lạc Tú bằng một con dao với tốc độ rất nhanh trong đám đông đột nhiên có những tiếng la hét chói tai, bởi vì dù sao vừa nhìn Lạc Tú cũng giống như một người bình thường, làm sao có thể là đối thủ của những người này. Nhưng ngay sau đó Lạc Tú cũng ra tay, hoặc nói chính xác là ra chân. Chỉ bằng một cú đá đã đá bay con dao của người đàn ông rơi xuống đất, đồng thời đá anh ta bay ra ngoài, còn chúng thêm mấy người phía sau. Vốn dĩ Hàn Phi Vũ đang chờ xem trò cười của Lạc Tú, dù sao thì anh ta cũng thích Giang Đồng Nhiên, nhưng anh ta không dám đối đầu với anh đông vì không thể chọc vào khi nhìn thấy lạc tú ra tay điều anh ta mong đợi nhất là lạc tú sẽ bị đánh thật nặng để anh ta chứng minh rằng mình đúng và chỉ như vậy anh ta mới có thể chứng tỏ mình không phải là một kẻ vô dụng nhưng anh ta không ngờ rằng lạc tú cũng đã luyện võ và anh không phải người thường dừng tay sau khi người đàn ông bay ra ngoài anh đông đã kêu người dừng tay có câu người trong nghề vừa ra tay nhìn là biết ngay ngay cả Giang Đồng Nhiên cũng xứng sờ, dù sao cô ta cũng chưa từng nghĩ đến Lạc Tú lại biết võ. Ô, Thảo nào lại tự tin như vậy, Thảo nào lại dám làm loạn trên địa bàn của ông mày. Anh Đông cười, anh ta đã nhìn ra tài nghệ của tên nhóc này không tồi. Đúng là người đã luyện võ, bất ngờ quá. Anh Đông xé toạc chiếc áo vest đen trên người, cười nói. Để lộ nhiều hình xăm và vết sẹo. Chính xác là anh ta đã từng tham gia vào đội gìn giữ hòa bình khi còn trẻ anh ta đã từng đến Đông Phi, sau bị trục xuất về nước vì phạm phải lỗi lầm. Nhưng rõ ràng anh ta là người đã thực sự xông pha trên chiến trường, thậm chí không thể đếm được số mạng người đã chết trong tay mình. Thế nào, tao lại cho mày một cơ hội nữa. Bây giờ quỳ xuống và khấu đầu ba lần thì chẳng những tao sẽ tha cho mày mà từ nay về sau sẽ không bao giờ động vào người phụ nữ này nữa. Điều kiện tiên quyết là sau này mày phải theo tao hành tẩu giang hồ. Anh đông ngạo nghễ mở miệng nói. Tiểu tú, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, anh Đông không phải là người thường đâu. Giang Đồng Nhiên sợ Lạc Tú sẽ nói sai lần nữa nên đã dành nhắc nhở trước. Và những người xung quanh không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này, tất cả đều quay lại nhìn Lạc Tú. Nếu Lạc Tú đồng ý quỳ xuống và xin lỗi thì có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hàn Phi Vũ nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt ghen tị. Tại sao một nhân vật như anh Đông lại cho Lạc Tú cơ hội hết lần này đến lần khác? Anh ta không phục, Điều mà anh ta hy vọng là anh Đông sẽ đánh Lạc Tú rồi làm nhục Lạc Tú, để rửa sạch tiếng như anh ta một kẻ vô dụng. Nhưng tôi không muốn cho anh cơ hội nữa." Lạc Tú hừ giọng. "Được rồi, mày đúng là một thằng điên. Vốn tao thấy tài nghệ của mày cũng không tệ, muốn cho mày cơ hội theo ông làm việc, kết quả mày hết lần này đến lần khác không biết tốt xấu." Anh Đông khởi động tay chân. Những người khác nhìn thấy anh Đông chuẩn bị ra tay thì ngay lập tức trên mặt lại tỏ rõ niềm vui khi người khác gặp họa. Ngay cả Giang đồng nhiên cũng tỏ vẻ vô cùng khó hiểu và trách móc. Tại sao Lạc Tú lại cứng đầu như vậy? Rõ ràng anh Đông đã cho anh hai lần cơ hội, thế mà lại không biết quý trọng, chẳng lẽ bản thân anh phải nằm ở đây thì mới biết thế nào là lợi hại hay sao? Hừ, nhóc con, đừng tưởng rằng biết được vài đường là nghĩ mình giỏi lắm, mày phải biết vỏ quyết giày có móng tay nhọn con ạ. À. Anh Đông đi về phía Lạc Tú nói. Thực lực của anh Đông rất tốt, nếu không sẽ không được phong ra nhìn chúng làm tay sai dưới trướng phong ra ngay cả khi lạc tú nhìn lại thì cũng công nhận tài nghệ của anh đông không tồi nhưng mà trình độ của lạc tú quá mạnh bởi vì chỉ cần chưa đạt tới cấp bậc tông sư cho dù có thể trong mắt lạc tú chỉ là chuyện một cái bạt tai mà thôi anh đông đã ra tay là một đòn giết người mang theo sự tức giận và đẫm máu anh ta thích lạc tú nhưng lạc tú lại không biết trời cao đất rộng người như vậy chỉ có thể giết chết một cú đấm tung ra lại một cú đấm khác tiếp tục, rõ ràng là liên hoàn quyền. Tuy nhiên, Lạc Tú không hề thấy hứng thú chút nào và thậm chí anh còn không thèm động tay mà cứ thế đá ra một cước. Bùm, cú đá này đá vào cầm anh đông khiến anh ta bay ra ngoài. Ít nhất thì anh đông cũng nặng gần 100 cây di mà Lạc Tú lại dễ dàng đá bay ra ngoài như thế. Khi anh đông rơi xuống đất thì Lạc Tú đã chạy đến trước mặt anh ta. Một chân Lạc Tú dẫm lên mặt anh đông, sau đó cười khẩy. Toàn bộ quán bà đều yên lặng, Hàn Phi Vũ xứng sở, anh ta biết thực lực của anh Đông. Lần trước anh Đông chỉ tùy tiện đùa với anh ta mà anh ta đã không thể rời khỏi giường trong một tháng. Thế mà bây giờ lại bị lạc tú đá văng chỉ trong một cú đá. Khổ, khổ, anh Đông ho vài tiếng, không ngừng nôn ra máu. Được rồi, hôm nay coi như tao thua, gan lắm, gan lắm. Anh Đông bị lạc tú dẫm trên mặt đất, không những không sợ mà còn độc ác nói. Không phục, lạc tú cười mày có gan thì để tao gọi một cuộc điện thoại đúng là anh đông không phục chẳng phải mày giỏi lắm sao nếu có gan thì để tao gọi điện tao thật sự muốn xem mày giỏi đến mức nào được gọi người phải không tôi sẽ cho anh cơ hội lạc tú nhấc chân ra tiểu tú đừng cho anh ta gọi điện thoại anh ta sẽ gọi phong ra đến đấy giang đồng nhiên vội vàng chạy tới kéo lạc tú rồi nói nếu thật sự gọi Phong ra tới thì sự việc hôm nay sẽ ẩm ý lên mất. chương 177, Phong ra. Không mất nhiều thời gian, toàn bộ con phố bên ngoài cửa đã bắt đầu được dọn sạch. Ngoài cửa ồn ào vô cùng, rõ ràng có nhân vật lớn đang đi tới rồi. Một đoàn xe sang trọng khác đi về phía nơi này như mưa. Cảnh tượng khiến mọi người xung quanh đây đều khiếp sợ. Các cửa hàng ven đường lần lượt đóng cửa, sau đó khóa chặt cửa, không ai xem náo nhiệt, đều ai đóng cửa sổ nấy rồi ẩn trốn. Đi đầu là một chiếc Rolls Royce, phía sau là những chiếc Audi cùng một màu xếp thành hàng dài. Phong gia, một trong tứ thiên vương của Hải Đông xuất mã, đầy phong độ và khí tràng. Khoảng hơn một vạn người đến đây. Chính chủ còn chưa tới, đã có rất nhiều người đứng ngay ngắn ở hai bên đường của quán Ba Dạ Hỏa. Cửa lớn của quán Ba Giả dạ Hỏa bị người ta đá văng. Ngoài cửa toàn là người mặc đồ đen, đứng hai bên như đang đợi ai đó. Dáng vẻ và khí chàng này đã biểu lộ thân phận và địa vị của người đến. Lúc này, sắc mặt Giang Đồng Nhiên thực sự tái nhật rồi. Thậm chí một số người không liên quan cũng bị dọa sợ đến mức không dám nói lời nào. Mà Hàn Phi Vũ thì lộ ra vẻ khoái chí mà nhìn Lạc Tú. Lần này thì hay rồi, hoàn toàn làm mọi chuyện rối tung lên. Chọc đến phong gia của Tứ Thiên Vương của Hải Đông, mày đừng mong mà lăn lộn được trong khắp hải đông nữa. Ở khu vực phía nam bên ngoài của đường vành đai một hải đông, ngay cả một số quan chức cũng phải nhìn sắc mặt phong ra. Còn anh đông thì bụng mặt, vừa lau vết máu trên mặt vừa hằn học nhìn lạc tú. Mày có thể đánh nhau, nhưng vậy thì sao chứ? Mày có thể đánh thắng được bao nhiêu người? Một trăm người hay một nghìn người? Có thể đánh thắng được súng không? Trong mắt anh đông hiện lên hận ý. Tiểu tú, thật xin lỗi, tại chị đã gây rắc rối cho cậu. Giang đồng nhiên vừa khóc vừa cười khổ nói với Lạc Tú. Hôm nay thực sự đã gây ra họa lớn rồi. Đó là lý do tại sao tao không dám ra tay. Mày có thể chống đỡ anh hùng, nhưng thực tế là có quá nhiều người trên thế giới này mà mày không thể chọc vào. Giờ thì mày hiểu chưa? Hàn Phi vu ở một bên mở miệng nói với vẻ, vui sướng khi người khác gặp họa. Mày có thể nói tao là đồ hèn nhát, cũng có thể gọi tao là rác rưởi, nhưng vậy thì sao? mày nhìn sự phô trương ở ngoài cửa kia nhân vật như vậy mày động vào được sao hơn nữa không chỉ có một mình mày chỉ cần mày còn ở hải đông gia đình của mày cũng sẽ bị liên lụy bởi mày hàn phi vũ sẵn giọng nói không phải mày là anh hùng sao không phải mày muốn bênh vực kẻ yếu sao để xem mày giải quyết mọi việc như thế nào lạc tú mày chỉ là một người bình thường cho dù mày biết được mấy món công phu thì như thế nào trên đời này có quá nhiều người mà mày không thể nào động vào mày nhìn sự phô trương ngoài cửa đi mày cảm thấy hôm nay mày có thể tốt đẹp được không chị nhiên nhiên cũng đã bị anh liên lụy thúy nhi lúc này cũng đứng lên hả hê nói cô ta vốn luôn coi thường lạc tú anh chỉ là một người làm công ăn lương bình thường lấy gì mà chống đỡ giả làm anh hùng gì chứ bây giờ thì hay rồi đã trực tiếp gây ra một thảm họa lớn bằng trời một người làm công ăn lương bình thường như lạc tú anh hẳn là sẽ duy trì bộ dạng khúm núm dù chỉ nhìn thấy mấy tên du côn lưu manh bình thường thôi bởi vì xã hội này không phụ thuộc vào việc anh đánh nhau giỏi đến đâu anh có thể đánh người nhưng có thể giết người được à người bình thường thì nên có dáng vẻ của người bình thường anh hùng cứu mỹ nhân gì đó chỉ có thể có trong phim truyền hình mà thôi trong cuộc sống thực nếu anh làm như vậy tuyệt đối sẽ khiến anh gặp rắc rối lớn nhưng lạc tú lắc đầu thậm chí là chán ngán đối với những lời này. Tôi đã nói rồi, cho dù hôm nay ông trời có đến đây, tôi cũng sẽ giúp chị chút cơn giận này. Lạc Tú nhìn về phía Giang Đồng Nhiên. Câu này Lạc Tú nói ra rất lớn, lập tức dẫn tới một chàng châm chọc và xem thường. Đến lúc này mà lại vẫn có thể mạnh miệng chân cháo như vậy. Chờ Phong ra đến đây, đừng để bị dọa đến mềm chân đấy. Ban đầu rất nhiều người đều rất xem trọng Lạc Tú, dù sao thì vừa rồi không ai dám giúp Giang Đồng Nhiên, chỉ có Lạc Tú là ra mặt. Nhưng bây giờ bọn họ lại cho rằng Lạc Tú thật sự có chút không biết trời cao đất dày rồi. Phong ra, một trong tứ thiên vương của Hải Đông đến đây, chẳng lẽ anh còn dám không để vào mắt? Quá kiêu ngạo và tự tin một cách mù quáng. Cho dù anh có thể đánh nhau, nhưng chẳng nhẽ anh còn có thể đánh thắng được Phong Gia ư. Người ta chính là người sinh ra trong thế gia võ học chân chính đấy. Hơn nữa có thế lực cực kỳ khổng lồ, nếu không, ở một thành phố tỉnh lẻ như Hải Đông, người ta còn có thể gầy dựng nên tên tuổi ư. Ngay cả Giang Đồng Nhiên cũng lắc đầu, cảm thấy Lạc Tú tự tin đến quá đáng rồi. Còn Hàn Phi Vũ thì lại suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Đã đến giờ khắc mấu chốt này mà lại còn dám lấy loại tư thái này ra nói chuyện. Anh Đông đứng ở một bên không ngừng cười nhạo. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy có người dám coi thường phong gia của Hải Đông xem ra người thanh niên này tuy rằng biết đánh nhau nhưng nhất định đầu óc của anh hoạt động không được tốt cho lắm nhưng nghĩ lại cũng phải nghe con mới sinh không sợ hổ e là đối phương chỉ vừa mới bước chân vào xã hội hoàn toàn chưa từng thấy cái gì gọi là mặt lớn của xã hội đương nhiên là không biết sự đáng sợ của phong gia xét riêng về thân thủ mà nói anh đông cho rằng mình đánh đấm rất giỏi nhưng so với phong gia thì thực sự kém xa anh dương đến giọng nói này đột nhiên vang lên ngoài cửa. Anh Đông nở nụ cười trên mặt. Mọi người vừa nghe thấy thì nhất thời có chút sợ hãi. Anh Dương là thủ hạ của Phong Gia, nắm giữ khắp các con phố khác, trong tay có hàng chục hộp đêm, tài sản vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Rõ ràng đây là một ông lớn. Anh ba đến, lại là một người khác bước vào. Anh ba, người của Thiên Phủ, Hải Đông, chịu trách nhiệm việc xây dựng và phá rỡ di rời, dưới trướng có mấy ngàn tên đàn em. Lại là một ông lớn khác đến. Anh Phi đến. Anh Phi, đại ca cho vay nặng lãi của Hải Đông, tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khó chơi. Lục tục bảy tám ông lớn chậm rãi mà đến. Thế trận vô cùng lớn, cũng vô cùng đáng sợ. Tùy ý chọn bất cứ một ai trong số những người này cũng không phải là kẻ mà người thường có thể trêu chọc vào được. Giờ phút này vậy mà lại đều đến đây. Cuối cùng mới là một giọng nói lớn vang lên phong ra đến. Không phải hôm nay mày muốn báo thù sao? Không phải hôm nay muốn chút giận thay cho người phụ nữ này sao? Tao xem hôm nay mày làm sao chút cơn giận này đây? Anh Đông dẫn đầu bước ra ngoài, sau đó đi lên đón. Phong gia là người mà thậm chí các nhà hào phú lớn ở Hải Đông đều phải nể mặt. Một người bình thường như Lạc Tú chẳng phải chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là có thể giết chết rồi sao? Phong gia, anh Đông cười khẩy, đoàn người ngựa phía sau cũng cúi đầu, mà một nhóm người mặc đồ đen bước vào, người cầm đầu mặc áo khoác trắng, lồng ngực rộng mở, nhưng tuổi còn rất nhỏ, có chút không hợp với hai chữ Phong Gia, nhưng đối phương thực sự là Phong Gia, một trong tứ thiên vương của Hải Đông, Phong Gia Đường Như Phong, ai đánh mày bị thương? Đường Như Phong đeo kính dâm, trên tay cầm một chiếc quạt gấp, phong độ người người, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm đáng sợ xung quanh bỗng im ắng vắng lặng, dù gì thì tên một người đã in hẳn bóng. Hai chữ phong ra đã giải thích hết mọi thứ trong hải đông. Còn anh đông thì xoa cằm, sau đó chỉ tay về phía lạc tú. Lạc tú ngay lập tức trở thành tâm điểm của toàn trường, vô số ánh mắt nhìn lạc tú với sự thương hại và xót xa. Cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa, cũng có kẻ mang theo khinh thường. Vì rõ ràng mọi chuyện có thể không cần phải làm ẩm ý đến mức nghiêm trọng như vậy nhưng Lạc Tú cố tình không sẵn sàng nhượng bộ, cố tình muốn làm lớn mọi chuyện. Giang Đồng Nhiên nắm chặt lấy tay Lạc Tú, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mà vẻ mặt hả hê trên khuôn mặt của đám người Hàn Phi Vũ ngày càng trở nên dày đặc hơn. Phong ra, là nó. Anh Đông nhìn Lạc Tú với vẻ chờ mong. Sao thế, không nói gì à? Vừa rồi không phải mày vẫn còn rất kiêu ngạo sao? Vừa rồi không phải mày vẫn còn hết mặt sao? không phải mày định xả giận cho người phụ nữ này à? Vậy mày làm đi, anh đông cười mỉa, hết lần này đến lần khác chế nhạo lạc tú. chương 178, bao nhiêu tiền? Lời mỉa mai của anh Đông khiến cho rất nhiều người khinh bỉ và xem thường Lạc Tú. Mà Lạc Tú thực sự đứng dậy, đi về phía anh Đông. Đường như Phong đứng ở cửa không nói gì, những người khác cũng không nói chuyện. Anh Đông đứng trước mặt đường như Phong với vẻ mặt diếu cợt, Lạc Tú chậm rãi đi đến trước mặt anh Đông, sau đó giơ tay lên. Mày đánh tao một cái thử xem. Anh Đông không hề có chút sợ hãi, nhìn bàn tay đang giơ lên của Lạc Tú với vẻ khinh bỉ. Có đường như phong ở đây, Lạc Tú dám động vào anh ta chính là đang tát thẳng vào mặt của đường như phong. Chát! Lạc Tú thực sự đánh, vung tay một cái, trực tiếp tát anh Đông đến loạn choạng. Mày thật sự dám đánh tao, ở trước mặt phong ra, vậy mà mày thật sự dám đánh tao anh đông che mặt gầm lên tức giận anh ta không tin đường như phong không xử lý lạc tú anh quá kiêu ngạo rồi ở trước mặt phong ra đường như phong mà cũng dám kiêu ngạo như vậy tâm miệng lại cho bố đứng yên đó đường như phong đột nhiên quát anh đông lần này không khí và hiện trường đều lan tràn một khoảng ngạc nhiên và gượng gạo đứng yên đó bị đánh thì đứng yên đó cho tao đường như phong lại quát lớn nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện Đường Như Phong lúc này đang run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Anh Đông bị Đường Như Phong quát thì có hơi ngu ngơ. Anh ta không hiểu vì sao tên nhóc này đánh anh ta trước mặt Đường Như Phong nhưng Đường Như Phong lại bảo mình đứng yên. Nhưng anh ta lại không dám không nghe lời Đường Như Phong, đành phải đứng tại chỗ. Lạc Tú vung tay tát vào trên mặt anh Đông một cái nữa. Lần này, anh Đông trực tiếp bị tát ngã xuống đất. Đánh mày thì làm sao? Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Thật quỷ dị, tất cả mọi người đều ngây người nhìn cảnh tượng này. Hàn Phi vũ trợn to mắt, sắc mặt vô cùng khó tin. Mà Giang đồng nhiên thì há to mồm, dương mắt đờ đẫn. Đứng lên, đường như phong lại hét lên. Trên thực tế, anh Đông bây giờ đã bị đánh đến lờ mờ, một nửa là khó hiểu, một nửa thực sự bị Lạc Tú đả thương rồi. Vừa thất tha thất thiểu đứng dậy, Lạc Tú lại một cước đá bay anh Đông đi ra ngoài lạc ra có thể cho em chút mặt mũi được không bốp lạc tú tát vào mặt đường như phong một cái kính dâm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đường như phong cũng bị đánh ngã xuống đất những người chung quanh vừa nhìn thấy đường như phong bị đánh thì tức khắc muốn động thủ nhưng đường như phong lại đứng lên nói dừng tay sau đó đường như phong cúi đầu đứng trước mặt lạc tú cậu là cái thá gì còn dám đòi tôi cho mặt mũi lạc tú trực tiếp mắng tôi cho cậu mặt mũi, cậu dám cần sao? Lạc Tú trầm giọng nói. Không dám, là em đường đột rồi, mạo phạm đến Lạc gia. Đường như phong cúi đầu xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn. Lần này, chỉ cần không phải đồ mốc đều có thể nhìn ra được. Đây không phải là Lạc Tú sắp gặp xui xẻo, mà là anh đông xui xẻo rồi. Lai lịch, thân phận của Lạc Tú đến giờ chắc hẳn không phải bàn cãi nữa. Dù sao anh đã cho phong ra, một trong tứ thiên vương của Hải Đông một cái tát mà Phong ra đó cũng không dám có nửa câu bất mãn mà thay vào đó còn xin lỗi Lạc Tú. Điều này đã chứng minh rằng ngay cả đường như Phong cũng sợ Lạc Tú. Lúc này anh Đông cảm thấy trong lòng lột bộp một cái. Anh ta biết lần này bản thân mình đã chọc tới người không thể chọc vào rồi. Bởi vì đối phương thậm chí dám đánh cả đường như Phong và quan trọng nhất là sau khi đánh đường như Phong, đường như Phong chẳng dám ho he gì vốn dĩ còn muốn mời đường như phong của tứ thiên vương hải đông tới giải quyết lạc tú nhưng bây giờ thoạt nhìn đường như phong cũng chỉ có thể bị đánh anh đông biết hôm nay mình hoàn toàn toang rồi lạc tú cất bước đi về phía anh đông ha ha muốn tôi quỳ xuống dập đầu cho anh ba cái ư không dám không dám là do tôi có mắt như mù đắc tội đến cậu rồi giờ phút này anh đông nhìn thấy đường như phong bị đánh mà chẳng dám nói lời nào thì làm sao anh ta còn dám nói gì thêm tức thì, anh ta quỳ gối dập đầu xin lỗi Lạc Tú. Lạc Tú đạp lên đầu anh đông một cước, sau đó gọi Hàn Phi Vũ đến. Đến đây, Hàn Phi Vũ, anh lại đây, tôi cho anh một cơ hội. Hàn Phi Vũ vừa bị gọi tên thì nhất thời sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, run lẩy bẩy đến nỗi không dám đi qua. Lại đây, Lạc Tú lại trầm giọng nói. Hàn Phi Vũ cuối cùng cũng đi qua vì sợ hãi. Không phải anh nói Giang Đồng nhiên là người phụ nữ của anh sao? tôi cho anh một cơ hội nữa. Bây giờ anh ta đánh không lại anh, cũng không dám đánh trả. Đánh anh ta đi. Đánh. Lạc Tú buông chân ra, sau đó đứng sang một bên. Nhưng Hàn Phi Vũ làm sao dám làm gì anh Đông? Nếu hôm nay anh ta động thủ với anh Đông thì ngày mai sợ là thi thể của mình nằm ngay trong lòng sông thôi. Sau vài giây chờ đợi, Lạc Tú đá một cước vào trên mặt anh Đông, lại đá bay anh Đông. Sau đó Lạc Tú nhìn Hàn Phi Vũ rồi cười mỉa thứ vô dụng. Những lời này khiến Hàn Phi Vũ đỏ mặt đến cực điểm, mặt mày nóng bừng. Nhưng Lạc Tú đã không thèm để ý Hàn Phi Vũ nữa mà lại đi về phía Anh Đông. Lạc Tú bước tới, nhấc bổng Anh Đông lên, sau đó ném thẳng đến trước mặt Giang Đồng Nhiên. "Xin lỗi." Hàng trăm người trong quán, hàng nghìn người ngoài cửa. Hơn nữa, rất nhiều người ở đây đều là ông lớn uy chấn một phương của Hải Đông, ai ai cũng là nhân vật tai to mặt lớn nhưng giọng nói độc đoán của lạc tú vang lên không ai dám hé răng nửa lời thật xin lỗi chị nhiên nhiên là tôi có mắt không thấy thái sơn tôi đáng chết tôi đáng chết anh đông quỳ trên mặt đất để cho máu không ngừng chảy ra miệng thì liên tục xin lỗi giang đồng nhiên giang đồng nhiên thẫn thờ nhìn mọi thứ nước mắt ấm ức tràn mi dù mạnh mẽ đến đâu cô ta vẫn chỉ là một người phụ nữ cô ta cũng mong có một người để dựa vào có thể được người khác che chở, được người khác bảo vệ. Nhưng gia đình cô ta không ở bên cạnh, cô ta đến Hải Đông một mình. Bị người khác bắt nạt thì chỉ có thể trốn trong góc phòng, trốn trong chăn bông, bí mật lau nước mắt, sau đó giả vờ như không có gì. Nhưng trong sâu thẳm, cô ta khao khát có một người đàn ông có thể cho cô ta tựa vào vai, có một người đàn ông có thể đứng trước mặt che chở cho cô ta. Rõ ràng là Hàn Phi Vũ không có gan đó. Giờ khắc này cô ta không nghe thấy anh Đông nói gì, trong mắt cô ta chỉ có người đàn ông trông nhỏ hơn cô ta vài tuổi, người đàn ông dịu dàng nhưng khí khái vô cùng. Lạc Tú, đây mới là đàn ông, đàn ông đích thực. Anh Đông xin lỗi hồi lâu rồi Giang Đồng Nhiên mới định thần lại. Quán ba bao nhiêu tiền, bán cho tôi, Lạc Tú đột nhiên hỏi. Nếu cậu cần thì hai ngàn vạn tệ, anh Đông nói. Thực ra quán ba này có giá tận năm ngàn vạn tệ, nhưng bây giờ Lạc Tú đã lên tiếng, anh Đông chỉ mong thu hồi một ít chi phí. Nhưng anh Đông vừa nói xong những lời này, Đường Như Phong đang ở bên cạnh liền nhắm mắt lại. Má nó, đúng là một thằng ngu. Tôi hỏi anh quán ba bao nhiêu tiền, Lạc Tú đá một cước tới, anh Đông lại bị đá sang một bên. Hai vạn tệ, anh Đông nói, Lạc Tú tiếp tục đá một cước vào trên người anh Đông. Bao nhiêu tiền? Không cần tiền, không cần tiền. Lúc này anh Đông mới phản ứng lại kịp. Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, bao nhiêu tiền? Lạc Tú lại tiến lên đá một cước, hiển nhiên vẫn không hài lòng. Hai ngàn vạn tệ, tôi cho cậu hai ngàn vạn tệ, quán ba cứ cầm đi, bán cho cậu. Anh Đông lúc này mới có phản ứng. Đưa cho Lạc Tú hai ngàn vạn tệ và bán quán ba cho Lạc Tú. Lạc Tú cuối cùng cũng không đá anh Đông nữa. Cho người hoàn thành hợp đồng, tôi muốn ngay bây giờ. Lạc Tú cười nói. Sau đó, Lạc Tú vẫn nhìn anh Đông với vẻ chế nhạo. Hiện tại, chúng ta hãy tính toán món nợ của chúng ta đi. Lạc Tú nói xong thì trực tiếp dùng một chân dẫm nát tay anh Đông, lòng bàn tay anh Đông lập tức bị dẫm đến máu thịt be bét. chương 179, gạo nấu thành cơm. Nếu lúc này đường như Phong có ý tưởng gì, thì đó chính là muốn bóp cổ chết anh Đông. Mẹ nó, ông đây trốn còn trốn không kịp, kết quả mày lại cố tình chọc tức người ta nữa. Cậu là Phong gia, lạc tú nhìn đường như phong ánh mắt sắc bén làm đường như phong toát mồ hôi lạnh lạc ra anh nói vậy là chết em rồi ở trước mặt anh thì em nào dám tự xưng là phong ra chứ anh gọi em tiểu phong là tốt rồi tiểu phong đường như phong cúi đầu cậu rất nóng sao ra nhiều mồ hôi vậy lạc tú nói lời châm chọc ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén khiến đường như phong càng đổ mồ hôi không nóng đường như phong nào cảm thấy nóng vì hiện giờ cả người đang đổ đầy mồ hôi lạnh Nghe này, về sau quán ba này sẽ thuộc về tôi, nhưng đó cũng là quán ba của chị Nhiên Nhiên. Tôi không quan tâm đến những chuyện khác, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với quán ba này, đây là kết cục của cậu. Lạc Tú nói xong thì cười khẩy một tiếng, mũi chân khẽ điểm trên mặt đất. Bùm, sàn đá hoa đột nhiên hóa bùn, trong quán ba xuất hiện một hố sâu cực lớn. Đường như Phong bây giờ đã ở trong hố sâu rồi. Chị Nhiên Nhiên, sau này ở quán ba này sẽ không có ai tới gây rối, cũng không có người dám gây rối đâu. Đường như phong trèo ra khỏi hố sâu, sợ so tới mức tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhân vật ở cấp độ này chỉ có trưởng môn bát cực môn phong thiên lôi đến đây mới có thể hàng phục nhỉ. Mặc dù đường như phong cũng là đệ tử của bát cực môn, nhưng cũng không phải là đệ tử quá nòng cốt, vì vậy cậu ta không cho rằng sau khi lạc tú giết cậu ta, bát cực môn sẽ báo thù cho cậu ta. Đó là lý do tại sao đường như phong cực kỳ cẩn thận khi đối mặt với lạc tú, ngoài ra cho dù là đệ tử nòng cốt của bát cực môn thì sao từ ngạo thế nào còn không phải là bị lạc tú tát một phát chết tươi à nhưng đường như phong cũng biết rằng lạc tú chắc hẳn cũng sẽ không đắc ý được bao lâu nữa rồi nếu trưởng môn bát cực môn thực sự tự mình ra tay thì lạc tú tuyệt đối không có cơ hội sống sót những ai chưa từng thực sự nhìn thấy nhân vật cấp bậc tông sư đáng sợ như phong thiên lôi sẽ không hiểu nó rốt cuộc đáng sợ như thế nào nhưng hiện tại trong tình huống này đường như phong chỉ có thể thức thời đường như phong run rẩy cho đến sau khi rời đi thì mới kéo anh đông qua cậu ta vung tay tát vào mặt anh đông thêm một vết thương nữa cho anh đông vốn đã không còn hình người ông đây suýt nữa bị mày hại chết rồi đường như phong oán hận nhìn anh đông phong ra rốt cuộc lai lịch của cậu ta là gì anh đông lúc này vẫn không rõ lắm về lai lịch của lạc tú lai lịch gì đường như phong hừ lạnh một tiếng cao thủ số một ở Hải Đông, từ ngạo, từ gia, không phải gần đây mày không nghe nói đến tin tức của anh ta đấy chứ. Nói thật cho mày biết, từ gia đã bị người đó tát một phát chết tươi, mày nói xem người đó là người như thế nào. Trong mắt đường như phong hiện lên vẻ kiêng kỵ không gì sánh được. Cái gì, loại võ giả vượt qua giới hạn cơ thể người như từ gia cũng bị cậu ta tát một phát chết tươi ư. Ra đầu anh đông nhất thời tê dại, nghĩ rằng đến giờ mình vẫn còn sống quả là một kỳ tích, bây giờ anh ta đã hoàn toàn cam chịu chẳng trách vừa rồi người ta lại tự tin đến vậy bản thân ấy thế mà lại buồn cười đòi người ta dập đầu nhận sai cho người ta một cơ hội nhớ kỹ từ nay về sau tuyệt đối không thể trêu chọc đến người này lần này còn có thể sống là bởi vì dù sao đây cũng là thành thị trước sau anh ta vẫn có điều cố kỵ không thể nào khiến mọi chuyện ẩm ý quá lớn và làm trái pháp luật nếu đây là trong núi lớn mày cho rằng hôm nay chúng ta có thể sống sót trở ra ư đường như phong cũng khá thông minh nhưng hiện tại hai chân vẫn còn đang run rẩy trong lòng nghĩ lại mà sợ nhưng mà mày cũng đừng lo lắng quá lâu anh ta cũng không đắc ý được bao lâu nữa đâu phong trưởng môn của bát cực môn đã hạ chiến thư với anh ta rồi đến lúc đó phong trưởng môn sẽ đích thân ra tay với anh ta đường như phong thở dài nói lạc tú quả thực đáng sợ nhưng so với phong thiên lôi mà nói đường như phong vẫn thiên về phong thiên lôi hơn dù sao Lạc Tú có lợi hại đến mấy thì anh vẫn còn quá trẻ. Còn Phong Thiên Lôi thì khác, nếu đặt trong giang hồ thì ông ta chắc chắn là một tiền bối đã thành danh từ lâu. Từ mười mấy năm trước, ông ta đã đạt tới cảnh giới tông sư đáng sợ rồi, bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, sợ rằng đã đạt tới hóa cảnh, đã sớm đạt đến đỉnh Phong rồi. Đây là một loại nội tình, Lạc Tú vẫn còn kém xa Phong Thiên Lôi nếu không thì hôm nay đường như phong sợ là sẽ đích thân động thủ giết anh đông để lấy lòng lạc tú bất luận như thế nào cũng sẽ ôm cái đùi lạc tú này nhưng đường như phong vẫn lựa chọn đứng về phía phong thiên lôi của bát cực môn đương nhiên có lý do của mình sau khi đám người đường như phong rời đi những người trong quán ba ngơ ngác nhìn lạc tú vừa rồi hợp đồng đã hoàn thành tên cũng đã ký cửa hàng này trên danh nghĩa đã thuộc về lạc tú nhưng chủ sở hữu thực sự là giang đồng nhiên Thúy Nhi, Hàn Phi Vũ và những người khác vẫn chưa hoàn hồn. Dù sao thì ngày thường lạc tú người trông rất hỏa ái, thậm chí bề ngoài có vẻ dễ bị bắt nạt vậy mà lại có thân phận địa vị cao như vậy. Ngay cả đường như phong của Tứ Thiên Vương Hải Đông cũng chỉ có thể kẹp đuôi làm người. Vài người đột nhiên nghĩ tới bữa tiệc rượu trong nhà hào phú ngày hôm qua, bọn họ còn cười nhạo sau lưng Lạc Tú. Nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là Lạc Tú đã được mời đến với tư cách khách VIP trong lòng đám người thúy nhi tiếc nuối vô hạn phải biết rằng nếu có thể nịnh bợ nhân vật lớn như lạc tú đối với những người bình thường như bọn họ bọn họ nhất định có thể một bước lên trời nhưng đáng tiếc là bọn họ đã đắc tội lạc tú nhiều quá rồi cái gì gọi là mắt chó nhìn người thấp bọn họ chính là ví dụ điển hình nhất còn hàn phi vũ lại có chút sợ hãi bởi vì vừa rồi anh ta đã buông lời uy hiếp lạc tú còn muốn giành phụ nữ với lạc tú lạc tú cho anh ta một cơ hội nhưng anh ta dám tranh sao? Ngay cả dũng khí đánh anh đông mà anh ta cũng không có, Hàn Phi Vũ sinh ra một cảm giác vô cùng yếu đuối và bất tài. Các người cút đi, Lạc Tú mở miệng nói. Không phải là Lạc Tú mềm lòng không nỡ dậy dỗ cho những người này, mà là Lạc Tú đã phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị. Đó chính là ấn đường của Hàn Phi Vũ và Thúy Nhi biến thành màu đen, là điểm báo đại hung. ủng hộ chính chủ vào ngay bằng bằng trùm duyệt, VN bằng bằng. Vì vậy, Lạc Tú cũng lười đích thân ra tay. Đối với việc này, Giang Đồng Nhiên cũng không nói nhiều. Sau khi xử lý xong hết thảy, Lạc Tú ra ngoài mua gì đó ăn, còn Giang Đồng Nhiên thì sắp xếp một số công việc vặt vãnh ở quán bar. Chờ Lạc Tú trở lại, sắc trời đã khuya lắm. Sau khi sắp xếp xong, Giang Đồng Nhiên đợi Lạc Tú trong phòng bao. chương 180, bị nấng tay trên. Giang Đồng Nhiên tốt xấu cũng coi như là một cô thiên kim nhà giàu, Kỳ thật bối cảnh cũng coi như rất có lai lịch, chỉ vì tính cách của Giang Đồng Nhiên tương đối nổi loạn. Mà trong nhà có một số sắp xếp khiến Giang Đồng Nhiên khá mâu thuẫn, lại bị ảnh hưởng bởi cô nhỏ của mình, vì vậy nên mới lẻ loi một mình đến Hải Đông, dự định học theo cô nhỏ của mình, sáng tạo nên một khoảng trời của riêng mình. Nhưng nói đến cùng, Giang Đồng Nhiên vẫn là một người phụ nữ. Trước kia, vì bối cảnh nên ánh mắt Giang Đồng Nhiên cao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng sau khi gặp được Lạc Tú, Cô ta phát hiện Lạc Tú hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng mình. Khiêm tốn và trầm ổn, giản dị và dễ gần, nhưng khi làm việc lại có một loại khí thế bá đạo chỉ điểm Giang Sơn, thiên hạ duy chỉ một vị trí của ta. Người đàn ông như vậy có sự hấp dẫn trí mạng đối với một người phụ nữ. Hơn nữa, Lạc Tú vừa mới cứu mình, trong lòng Giang Đồng Nhiên đã có suy nghĩ khác thường với Lạc Tú. Nhưng Giang Đồng Nhiên cũng biết một người đàn ông như vậy làm sao có thể bị nắm bắt chỉ bằng thủ đoạn bình thường. Cho nên cô ta mới nghĩ rằng chi bằng đêm nay chuốc say Lạc Tú rồi sau đó gạo nấu thành cơm, đến lúc đó Lạc Tú muốn quyệt nợ cũng không được. Tiểu Tú, cảm ơn cậu, Giang đồng nhiên dơ một ly pho loco cho anh. Lạc Tú cũng không từ chối, chạm ly với Giang đồng nhiên. Mấy ngày hôm trước, mấy người Hàn Phi Vũ đã nói như vậy với cậu, cậu không tức giận sao? Giang đồng nhiên cười nói, Nghĩ đến thời điểm Lạc Tú vừa đến, mấy tên kia lại cười nhạo Lạc Tú, nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Chị sẽ tức giận một con kiến sao? Lạc Tú hỏi ngược lại. Điều này khiến Giang Đồng Nhiên cười đến run hết cả người. Thật vậy, ai sẽ tức giận với con kiến chứ? Nếu trướng mắt nó thì cứ ép chết thôi. Uống pho loco hết chai này đến chai khác, sau đó lại là rượu đế độ cao. Dù sao quán ba chắc chắn không thiếu rượu. Sau khi uống hết ba tiếng đồng hồ, Giang Đồng Nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ta là quản lý của quán ba dạ hỏa, có thể đảm nhận vị trí quản lý quán ba thì đương nhiên uống rượu là thế mạnh của cô ta. Nhưng Lạc Tú uống nhiều như vậy mà chẳng có chút phản ứng nào à? Tôi nói này, tiểu Tú, cậu như vậy thật là nhàm chán. Cậu uống rượu mà không định say à? Mục đích của Giang Đồng Nhiên là làm cho Lạc Tú say. Bây giờ nhìn thấy Lạc Tú lại không có phản ứng gì cả, tự nhiên cô ta không cam lòng. Được rồi, Lạc Tú cười cười. Rượu thế gian này đã không thể nào làm cho anh say, nhưng có thể giả say mà. Lại thêm mấy thùng rượu cạn đáy, bản thân Giang đồng nhiên đã có hơi không phân biệt được phương hướng. Nhưng Lạc Tú vẫn giả bộ mình đã say rượu, Giang đồng nhiên loạn choạng đứng lên dựa vào tường nói. Đi thôi, đi thuê phòng với chị đi, hiển nhiên Giang đồng nhiên đã say, chỉ là còn chưa quá say. Nhưng lời nói hiển nhiên đã có chút lơ mơ. Sau đó, cô ta kéo Lạc Tú đi thẳng xuống lầu. Chị muốn cùng em trai Tiểu Tú đi thuê phòng, đêm nay mọi người hãy chơi tận tình đi. Giang đồng nhiên rõ ràng đã say thật rồi, vừa xuống lầu đã cầm micro trong quầy ba hét lên. Điều này khiến mọi người không biết nên cười hay nên khóc, vài nhân viên quán ba giả dạ hỏa đã nhanh chóng kéo Giang đồng nhiên xuống. Chị cả của tôi à, chị thuê phòng đáng để kiêu ngạo như vậy sao? Người ta đều là làm lén lén lút lút, Chị thì luôn ra, cứ như sợ cả thế giới không biết vậy. Wow, bà chủ, rất nhiều người bên dưới ồn ào cười nói. Làm tốt lắm, bà chủ. Kỳ thật khách sạn đã được Giang Đồng Nhiên đặt từ sớm rồi. Dưới lầu cũng đã có người được bố trí để đưa Lạc Tú và Giang Đồng Nhiên đi khách sạn. Giang Đồng Nhiên cảm thấy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của mình nên cũng hạ hết vốn gốc, trực tiếp đặt phòng trong khách sạn sang trọng năm sao. Sau khi lấy thẻ phòng Cô ta chân nam đá chân chiêu kéo Lạc Tú đi thẳng đến một dãy phòng theo chủ đề. Lạc Tú nhìn người phụ nữ này mà thấy buồn cười, tất nhiên là anh biết rõ Giang Đồng Nhiên định làm gì, mặc dù chuyện này chắc chắn là không thể. Nhưng đã đến lúc này rồi, vở diễn này dù sao cũng phải diễn tiếp chứ, đúng không? Bằng không lại chẳng phải là để người khác đến làm tổn thương trái tim của con gái người ta à? Lạc Tú chỉ có thể giả vờ say, sau đó bị Giang Đồng Nhiên kéo vào trong phòng khách sạn vừa mới vào phòng giang đồng nhiên thậm chí còn không bật đèn đã ném lạc tú lên ghế sofa cảm nhận được mềm mại nhẹ nhàng đổ ập vào mũi lạc tú nở nụ cười đương nhiên không phải là anh để ý đến giang đồng nhiên mà là lạc tú phát hiện trong phòng này vậy mà lại vẫn còn có một người ẩn náu nhưng giang đồng nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó hình như chiếc túi của mình còn bị bỏ quên ở quầy lễ tân rồi sau đó giang đồng nhiên loạng choạng đứng lên và nói chờ tôi một lát tôi về ngay đêm nay cậu là của tôi không ai có thể đoạt đi giang đồng nhiên dùng ngón tay móc lấy cằm của lạc tú nói sau đó cô ta đứng dậy đi ra khỏi phòng xuống lầu dự định lấy túi sách đây cũng là do đã say rồi nếu không thì đây là chuyện mà một chiếc điện thoại cũng có thể xử lý được bên này giang đồng nhiên vừa mới đi ra ngoài ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của hai cô gái khả nhi bên này bên này chính là phòng này một cô gái đỡ một cô gái say khướt khác. Là, là, là bên này sao? Sao lại thấy không giống vậy? Cô gái tên Khả Nhi có chút nghi hoặc mà lắc đông lắc tây, hiển nhiên cũng là uống quá nhiều nên không phân biệt được phương hướng rồi. Chính là nơi này, vào đi thôi, tôi sẽ không quấy dày chuyện tốt của các người nữa. Một cô gái khác cười một tiếng, sau đó đẩy cô gái tên Khả Nhi vào phòng của Lạc Tú. Lập tức có một chàng âm thanh, sột soạt, vang lên, cô gái bị đẩy vào giường như đã bị cởi sạch quần áo sau khi một cô gái khác lấy thẻ phòng đi thì trực tiếp đóng sầm cửa lại tiếp theo người đó đứng ở cửa cười cười nơi khóe miệng xẹt qua một nụ cười mỉa mai không dễ phát hiện để tao xem khi anh vân long đến đây bắt gian trên giường thì giang khả khả mày còn có gì để nói cô gái này chế giếu xong thì đi đến quầy lễ tân ở tầng dưới cô gái này tên là dương kim vũ là người của nhà họ dương một trong bốn đại phú hào bá chủ ở Hải Đông. Là em gái của Dương Thiếu Thiên, mà người vừa bị cô ta đẩy đi chính là Giang Khả Khả, thiên kim nhà họ Giang, nhà hào phú đứng đầu ở Hải Đông. Hai người này là bạn thân vô cùng tốt, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải nữa rồi. Ngày mai Giang Khả Khả sẽ kết hôn với em trai của Sở Vân Hào là Sở Vân Long. Đây được cho là một việc vui, là một việc may mắn. Nó thậm chí có thể thay đổi bố cục hiện tại của Hải Đông. Dù sao thì cuộc hôn nhân giữa nhà họ sở và nhà họ giang nhà hào phú đứng đầu ở Hải Đông nhất định sẽ tạo thành một nhà hào phú khổng lồ hơn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 180